Kính chào quý vị, trân trọng mời quý vị nghe tiếp Thiên hồi ký Thép Đen, tác giả Đặng Chí Bình, tập 21, chương 118. Đời tù cũng có cái vui. Tôi đã nói nhiều về Nguyễn Văn Gôm chỉ vì Gôm đã trở thành người bạn tư tưởng của tôi. Ngày chúng tôi chuyện trò với nhau thật là thoải mái tâm đắc tin cậy lẫn nhau. Tôi nhớ lại, chỉ sau mấy ngày gom ở trại Vĩnh Tiến chuyển về, tôi để ý một anh cứ vào những buổi trưa hoặc buổi tối sau giờ sinh hoạt của toán hệ tổ. Anh có một ngọn đèn con tí làm bằng chiếc lọ penicillin. Anh ngồi mệt mài đọc sách. Cho đến một buổi tối hôm ấy, một tên bộ đội đi đi lại lại gác bên ngoài đã đập báng súng vào cửa sổ chỗ anh ta đang ngồi đọc sách và quát inh ỏi anh này đọc sách gì đấy đưa đây coi nào tiếng quát làm cho nhiều người quay lại theo dõi từ mấy hôm trước tôi cũng đã hơi tò mò muốn biết anh đó đọc loại sách gì nên tôi đã tiến lại gần chỗ tên bộ đội tên bộ đội lôi cuốn sách ra ngoài xong cửa dùng đèn bấm soi y lật mở các trang sách, y cho sát miệng vào cửa sổ dành từng tiếng như hạch hỏi. Sách gì mà toàn hình thế này? Anh đọc sách có một cái cười thật đáng ăn quả thổi. Anh ta còn nháy nháy mắt trả lời như thế này. Sách mát của Liên Xô đấy. Chắc thấy nói tên Liên Xô nên giọng tên bộ đội dù còn vẻ thắc mắc nhưng đã dịu hẳn lại y thò cuốn sách vào trong xong cửa trả lại mát là cái gì cứ vẽ bậy vẽ bạ thôi à anh đó cầm lấy cuốn sách nụ cười dĩu cợt lại càng xòe rộng thêm ra anh quay lại cũng vừa bắt gặp cái cười đồng tình của tôi khi tôi nhìn chiếc bao tải nằm một đống trên cái kệ phía đầu nằm của anh tôi mới chợt nhớ lại hôm tên cần khám đổ bao tải ra chỉ to là sách đủ loại to nhỏ dày mỏng nặng chênh chênh đến bây giờ tôi mới hiểu toàn là sách toán cho nên khi thấy anh muốn mời tôi ngồi nói chuyện tôi đã xà ngay xuống rồi chúng tôi quen và thân nhau từ đấy chúng tôi quen và thân nhau phải nói vì nhiều lý do gồm tỏ ra sắc sảo khôn quái nhưng có những cái nhìn bén nhạy sâu sắc về cộng sản về mặt nào đó anh cũng là một con người có ý chí. Anh tâm sự với tôi. Chương trình toán cao cấp bên ngoài thường phải học 8 năm. Nhưng trong tù thiếu sách vở lại không có thầy. Tôi chủ trương sẽ theo đuổi ròng rã 12 năm cho xong. Tôi sẽ đi được bởi vì toán học độc lập với chính trị càng lại không có tư tưởng cho nên chúng sẽ chẳng làm gì tôi được. Và gom đã đeo đuổi được 4 năm rồi. Nếu một người có trí dài như vậy tôi càng khích lệ động viên để họ đi đến đích tôi ngưỡng mộ và mến gom vì gom là con người sắc sở và có trí ngược lại gom có thiện cảm với tôi chỉ vì từ lâu anh rất thích ngành điệp báo anh đã từng xem nhiều sách báo phim ảnh về loại này ngay anh gặp tôi một điệp viên do Syria đào tạo huấn luyện từ trong Nam ra theo cái óc tưởng tượng có sẵn của anh trước đây anh nghĩ hẳn tôi cũng phải ít nhiều có cái gì đó khác người nhất là trí thông minh anh có biết đâu rằng nếu anh đọc rõ được những suy nghĩ trong óc tôi anh sẽ thấy tôi đang ngưỡng mộ phục anh sát đất tôi đang buồn và thử trách tôi tại sao trong cuộc đời lại có nhiều người thông minh thế mà cái óc của mình lại tồi như vậy chứ chính vì những cái lắt léo của tình đời như trên nên đã đẻ ra một kỷ niệm khó quên giữa tôi và gôm tôi còn nhớ gôm có một trò chơi ngộ nghĩnh để thử thách tôi trong những buổi ban đầu chúng tôi quen nhau để rồi đến hàng chục năm sau chúng tôi còn buồn cười khi nhắc tới một buổi sáng tôi và gôm ngồi bên nhau trong hàng đôi của toán chờ tên cận gọi xuất trại đi lao động gôm quay sang tôi nhỏ nhẹ tỉ tê đại cương như sau để cho đỡ buồn để óc đỡ phần nào suy nghĩ về những cảnh đen tối của đời tù gồm sẽ đối chơi tôi một bài toán nội dung như sau có một nhà tư sản mỹ đi công cán kinh doanh ở âu châu sau một số ngày ông ta gặp được một chuyện làm ăn không dự trù trước ông ta phải cần có thêm một số tiền vì vậy, ông ta gửi một bức điện gấp về Mỹ cho ông tổng quản lý của ông ta, bảo cần gửi ngay tiền. thực tế của người Mỹ đã trở thành truyền thống không trả không tiền dù một xu cho những cái gì thừa thải vô ích. Vì vậy, bức điện càng ngắn gọn bao nhiêu để càng trả ít tiền thì càng tốt bấy nhiêu. Với điều kiện công việc kết quả thỏa đáng hơn nữa ông ta cũng tin vào khả năng minh mẫn bén nhạy của người quản lý thân tín mà ông đã thử thách, thực nghiệm nhiều lần. Nguyên văn bức điện như sau: send more money gửi thêm tiền. Nếu đúng theo chọn ý của câu thì phải viết send me more money, nhưng ông bỏ chữ me người quản lý vẫn hiểu đầy đủ bức điện mà không phải trả tiền cho chữ mi tức là tôi với sự sáng suốt của ông tổng quản lý nhà tư sản tin chắc chắn sẽ nhận được đúng số tiền mà ông ta muốn nếu bạn là người quản lý bạn sẽ gửi bao nhiêu tiền toán thì chỉ có một đáp số vậy số tiền phải là duy nhất theo gom bài toán này trước đây có người đã đố gom rồi sau một tuần gom đã tìm ra đáp số bây giờ do nhiều năm tháng tù đầy đau thương khổ cực đầu óc sẽ giảm sự tinh anh bén nhảy do đó gom sẽ cho tôi thời hạn là một tháng nếu trả lời đúng gom sẽ thưởng cho một gói thuốc lào hai hào tuy trong lòng tôi vẫn đầy ấp mối băn khoăn lo lắng vì sự hiểu biết và trình độ của mình chỉ có hạn thôi nhưng dù sao thời gian ấy tôi vẫn còn cái tính sục sạo háo thắng của người thanh niên vì vậy sau khi hỏi lại biết là không còn một chi tiết nào nữa bổ sung cho bài toán tôi đã bắt tay gom nhận lời như trên tôi đã trình bày do bản tính hãy còn sôi nổi điều gì còn mập mờ ẩn dấu trước mặt tôi sẽ phải tìm cho ra với khả năng tối đa của mình ngoài khả năng và điều kiện thì chịu chính vì vậy từ buổi nhận lời với gom bất cứ ở đâu hay làm gì lúc lao động cũng như lúc ăn uống đi ỉa đái tắm rửa thậm chí ngay trong giấc ngủ bài toán cũng chen lấn vào làm cho giấc ngủ không yên còn một điều nữa tuy không rõ nét nhưng nó nằm sâu trong một ngách của lòng tôi cũng thúc đẩy sự quyết tâm cho nên tôi phải tìm ra đáp số của bài toán đó là Tôi cứ tưởng như nếu tôi không giải được bài toán này, không những gom chỉ coi thường cá nhân tôi, mà gom còn coi thường dù không nhiều cả cái miền Nam tự do thân yêu của tôi nữa. Chính vì có nhiều những cái ngấm ngầm kéo lôi như vậy, nên chỉ tới ngày thứ ba tôi đã tìm gom để giải bài toán này. Gom đã vồ cả hai tay vào vai tôi đập manh bạch, chào mừng một người bạn trí óc hãy còn tương đối tốt Chỉ nhiên là tôi không quên nhận gói thuốc lào hút cho nó đã cho nó sướng cái đời gió mưa này khi này trong trại cũng có một câu chuyện buồn cười dù nhỏ nhỏ nhưng tôi vẫn không quên được chẳng hiểu từ bao giờ và do ai bắt đầu thì cũng khó mà ai biết về cái tục lệ lưu cữu từ hàng bao nhiêu năm nay là đêm đêm bất cứ trại viên nào muốn dậy đi đái đi ỉa đều phải báo cáo cán bộ dù có cán bộ hay không cán bộ nếu ai phát giác được anh nào dậy vào đi nhạc sĩ mà không báo cáo tức là anh đó bị vi phạm nội quy bị kết tội là có ý tưởng mờ ám hoặc định trốn tù vấn đề này đã gây ra biết bao nhiêu cảnh cấu xé chụp mũ cho nhau thậm chí gây thành thù oán muôn đời bởi thế hàng đêm khúc nhạc, đi ỉa, đi đái. Đã làm quen tay mọi người cũng như tiếng hò, tiếng đằng hắn. Báo cáo ông cán bộ tôi xin đi ỉa. Phải nói rằng, trong lòng mọi người tù, dù là ai đi chăng nữa, tiến bộ hay không tiến bộ, thì cũng được ít nhiều tức bực cho cái việc phải báo cáo phiền toái miễn cưỡng này. Có lẽ vì vậy câu báo cáo điệu nhạc đêm đi ỉa đi đái cứ rút ngắn lại dần theo năm tháng. Báo cáo ông tôi xin đi đái. Báo cáo ông xin đi đái. Nhưng từ ít lâu nay chẳng biết có ai bảo ai. Mà hầu như buồn nào cũng vậy. Khúc nhạc đi đái đã đổi nốt thành như sau. Báo cáo ông đi đái. Báo cáo ông đi đái. Báo cáo ông đi ỉa cứ thỉnh thoảng khúc nhạc lại được tấu lên giật đùng đùng trong đêm khuya. Bất cứ ai nghe thấy cũng phải buồn cười, thinh thích. Mà tụi cán bộ đi tuần đêm bên ngoài, chắc sẽ tức ói mật lộn ruột ra ngoài. Lúc đầu ban giáo dục còn chỉ thị xuống toán, buồn sinh hoạt. Tìm cho ra kẻ nào lại dám báo cáo lao lếu như vậy chứ. Nhưng có thể đây là một quyền lợi chung của mọi người tù. Dù cho là loại chó, má ăn ten chỉ điểm cũng không muốn cho nên các buồn đã cọ sát sinh hoạt mấy buổi tối liền nhưng đều vô hiệu hơn nữa vấn đề này rất tế nhị người ta có muôn ngàn lý do để trả lời thí dụ rõ ràng tôi nói báo cáo ông xin đi ỉa nhưng ai đó một khi đã có ấn tượng trước nên mới nghe ra thế khác hoặc đang báo cáo thì bị nghẹn cổ họng vân vân tóm lại khi mọi người đã ít nhiều đồng tình thì chẳng bao giờ tìm ra thủ phạm cả và từ đó cho đến sau này chúng tôi không còn ai nghe thấy khúc nhạc đêm bất đắc dĩ ấy nữa chắc rằng ban giáo dục cũng thấy khó mà tìm ra được thủ phạm vậy thôi thì thà cho chúng nó miễn báo cáo đi còn đỡ tức chưa cứ đêm đêm nghe chúng nó báo cáo Về nhà lòng cuộn lên anh ách Mà ăn cơm thì cũng mất cả ngon Chương 119 Chiếc hồ lô của Thân Lân Có lẽ trời đã vào giữa hay cuối thu Những chiếc lá nứa từng ngày đổi thành màu vàng đậu phụ rán Một vài làn heo may lạng vàng Làm ráo hoài những đám rêu đầu hè làm những làn da tay chân căng ra lăn tăn, gần gợn ngứa. Hương thu nồng nồng, ngai ngái, thấp thoáng trong bụi chuối đầu giếng. Họng trong rừng sâu đã có những chú nai vàng ngơ ngác đang đạp trên những lá vàng khô. Sáng hôm nay, đang lúc trại chia sáng sớm, có tiếng một con chim câu rất lạ trong bụi nứa già phía cuối hội trường. Cứ một đợt ba tiếng một, Hù đu, hù đu, hù đu. gợi trí tò mò tôi cầm đĩa sắn lột chạy về phía bụi nữa, tôi vừa ăn vừa ngấp nghé nhìn trong đám lán nữa rậm xì kia rồi cho tới lúc nó hót tôi mới nhìn thấy những hai con mà chỉ có một con hót thôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy loại chim này chiếc màu màu nâu tươi gồ lên một chiếc lông trắng như bông đang ngoe nguẩy với gió trên trọng của chiếc màu trông như chiếc ngủ của một vị hầu tước đặc biệt là cái đuôi màu xanh cánh trà dài thuộng nhọn hoắc cứ ưỡn lên rồi hạ xuống lên hồi cái con mình hơi nhỏ hơn cứ thỉnh thoảng lại cất tiếng hót lạ trong khi con lớn hơn đứng bên cạnh có lẽ là con trống thỉnh thoảng lại quay nhìn con mái Mỗi khi con mái hót, tôi nhìn và lắng nghe kỹ. Rõ ràng, con trống lại hơi hơi, gật gật cái đầu và có tiếng ừ ừ rất nhỏ. Cứ mỗi lần con mái kêu hù lú, hù lú, thì con trống lại ừ. Rồi chúng cùng nhìn xuống chiếc hè phía sau hội trường. Ở đó có anh chàng thân lên, người tù đơn độc, cách biệt hết với mọi anh em tù trong trại anh đang ngồi riêng biệt một mình nhai sắn bên cạnh chiếc lọ thần kỳ mà từ anh em trong trại cho đến những tên cán bộ đều gọi là chiếc hồ lô của thân lân. Tôi ngồi đó bần thần, đôi khi đưa mắt nhìn đôi chim vẫn đu đưa trong bụi nứa, tai, thẫn thờ chờ nghe tiếng chim hót lạ, hòa với gió heo may, như tiếng của mùa thu gọi nhịp cho núi rừng tiếng chim hót lúc này tôi lại nghe ra là hồ hô hồ lô hồ hô vì cũng là lúc thân lân đã ăn sáng xong anh đang dốc ngược chiếc hồ lô vào miệng để đón nhận một ngụm đầy cái nước đùng đục lờ lờ màu cánh cam phía bên trong chiếc hồ lô có sức kéo tôi khỏi bụi nữa rời đôi chim lạ để tiến về chỗ thân lân hơn nữa gần bốn tháng nay từ ngày thân lên ở trại Vĩnh Tiến chuyển về hầu như anh chẳng nói chuyện với ai anh chỉ thích ngồi thổi riêng biệt một mình nên càng gợi trí tò mò của tôi ngay từ những ngày đầu tôi đã để ý thái độ lạnh lùng cách ly với mọi người của anh gồm và các anh em ở trại Vĩnh Tiến về cho biết anh Lân là cán bộ tập kết hình như ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi gì đó. Người ta không biết cấp bậc của anh, chỉ biết anh là bộ đội chính quy. Anh bị bắt vì tội phát biểu. Rộng rãi, bậy bạ, linh tinh, không đúng đường lối chính sách của đảng. Nên bị ghép vào tội có tư tưởng xét lại vân vân Và anh đã ở tù 6-7 năm rồi. Anh cũng mang cái án cao su tập trung cải tạo 3 năm. Trong người của anh thì rất khó đoán tuổi, có thể ba mươi mà cũng có thể bốn mươi bởi vì anh quá rau nước da anh lại mai mãi chỉ cao khoảng một mét năm mươi lăm hay năm mươi bảy gì đó nghe cái tên thân lân từ các cán bộ cho đến anh em cả trại đều gọi như vậy cho nên tôi không rõ thân là họ của anh hay chỉ là tên đệm mùa hè bất cứ ngày hay đêm lúc nào anh cũng cởi trần trùng trục và mặc mỗi chiếc quần đùi từ chiếc quần dài cũ của trại xé ra. Đặc điểm là anh có cái bụng tương đối vĩ đại. Thành ra nhiều lúc trong người của anh nó giống hệt con ảnh như ương. Về tính tình của anh cũng có cái đặc biệt. Anh lao động trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Nghĩa là có cán bộ cũng vậy, mà không có cán bộ cũng vậy. Tổ, toán, hay cán bộ giao cho anh ta làm phần việc gì? Anh làm có ý thức trách nhiệm cho tới khi xong anh ngồi chơi mặc anh chưa làm xong thì cứ lầm lũi làm ngược lại ai làm thì cứ làm xong việc là anh ngồi chơi hoặc khi thấy bụng đói quá thì anh ngồi dứt khoát không làm nữa dù có đưa anh ta vào cùng anh không hề gian tham hay tố giác bất cứ một ai bao giờ chẳng biết từ khi nào và anh kiếm ở đâu ngay từ ở trại Vĩnh Tiến, anh đã có một cái chai thủy tinh trắng, cổ đột, cao độ 25 phân, dung tích khoảng chừng một lít rưỡi, không có nút, nên anh đã nhờ ai, hay chính anh đã làm một cái nút bằng gỗ thay vào. Chiếc chai này đã làm cho Thân Lân phải đi cùng mấy lần ở trại Vĩnh Tiến cũng như ngay ở trại E này. Khi anh mới về đây được hơn nửa tháng, anh cũng đã phải vào nhà kỷ luật 12 ngày vì cái chai đó mà hoàng thanh cuối cùng phải nhượng bộ chiếc chai của anh dùng để chứa tất cả những cái gì có thể ăn hay uống được trên cái cõi đời này bữa cơm anh đi lang thang nhìn các chỗ nơi người ta ăn uống có những anh tài ba xoay sở kiếm chắc được con cá lá rau đôi khi con chuột hoặc bồ nhông vân vân miếng bát họ ăn đồ thừa tí chút anh đến xin đồi chút vét hết vào chiếc lọ của anh mấy cái xương cá tí nước rau thừa dăm ba cái xương chuột xương ếch vân vân đôi khi anh bắt được cả gián con ngoé con bọ xít nghĩa là bất kể con gì ngay những đồ ăn của chính anh những ngày trại có tươi ngày lễ ngày tết có bao nhiêu anh đều đổ dồn vào chiếc lọ đó do nhiều ngày nhiều tháng tất cả mọi vật trong chiếc lọ đó đều rửa mục không những thịt da rau cỏ mà cả xương chuột ngoé rắn vân vân cũng đều tan ra nước hết chỉ có những mảnh xương ống chân của lợn hay trâu thì mới không thể tan được mà thôi để thành một thứ nước đùng đục nhờn nhờn có khi là màu xanh xám có khi là màu nâu đậm chẳng ai biết cái vị của cái nước ấy ra sao nữa cơm nước anh thường tìm một xó hay một chỗ riêng biệt ngồi một mình cứ sau mỗi bữa cơm anh thường tu một ngụm cái nước đó nước cứ vơi đi lại đầy lên bao giờ cũng gần lưng lọ không bao giờ cạn thế mà anh chẳng ốm đau bệnh tật gì lại không hề làm phiền hà gì ai cả Do đấy cũng có nhiều người có thiện cảm gọi anh để cho anh ít thức ăn thừa hay canh thừa. Chiếc lọ luôn luôn gắn liền với anh như tay hay chân của anh vậy. Ngày đêm, khi ăn, khi ngủ, khi lao động, lúc nào anh cũng đeo nó ở bên cạnh sườn. Cũng có nhiều lần, nhiều anh em, thậm chí cả cán bộ cũng đồng ý. Chờ rình lúc anh ngủ say, đã lấy chiếc lọ của anh giấu đi mục đích giúp anh ngăn anh không cho anh dùng cái loại nước mất vệ sinh như vậy nhưng khi anh tỉnh dậy thấy mất cái lọ anh đã lăn ra dãy đành đạch kêu ban giám thị kêu cán bộ kêu chính phủ trả lại cho anh chiếc lọ đó dứt khoát không chịu đi lao động dù đưa vào nhà kỷ luật mặc ai nói gì thì nói nói sao thì nói đấu anh thế nào cũng chỉ một mực yêu cầu trả lại anh chiếc lọ nhưng em trong tù cũng như cán bộ thấy rằng anh không hề chống đối ai lao động thì tốt anh cũng không làm ảnh hưởng hay làm mất vệ sinh đến người chung quanh cuối cùng thì cũng đành trả lại chiếc lọ nước thánh cho anh và anh lại ngoan ngoãn tiếp tục đi lao động như thường nhưng rồi chắc hoàng thanh cũng đã được nghe cán bộ báo cáo về thân lân Hoàng Thanh cũng nghĩ rằng chỉ vì các cán bộ yếu tay thiếu bản lĩnh cho nên đã không trị được thân lân. Chứ hắn vẫn có bàn tay sắt mà biết bao nhiêu những tên phản động trước đây, mọc bao nhiêu cây sừng, bao nhiêu cây ngà cũng đều bị tiêu diệt hoặc lại van xin chừa. Có một điều Hoàng Thanh đã quên là ở đây thân lân không hề chống đối ương ngạch. Bởi vậy, một buổi trưa hoàng thanh vào trại y lững thững đến toán hai tới chỗ thân linh đang ngồi ăn cơm một mình ở góc hè y cúi xuống cầm chai nước lên hỏi thân lân nước gì bên trong vậy thân linh đã trả lời đấy là nước uống của anh hoàng thanh quay lại đưa chiếc lọ cho tên trật tự tân đi theo phía sau và ra lệnh đem quăng chiếc lọ này đi và cấm thân linh từ nay không được uống cái nước bậy bạ mất vệ sinh như vậy nữa. thân linh đã nằm lăn ra gào thét đòi lại, để cuối cùng phải đi vào nhà kỷ luật ngày đêm từ nhà kỷ luật thân linh vẫn âm mỹ kêu xin đảng nhà nước ban giám thị xin trả lại cho anh chiếc lọ thân linh bị vào kỷ luật đã được mấy ngày đêm qua lúc gần sáng tôi giật mình thức giấc vì một cơn mộng hãi hùng. Nằm ngay cạnh cửa sổ phía sàn trong, trằn trọc mãi tôi vẫn chưa dỗ lại được giấc ngủ còn gian dở. Trong cái vắng lặng của đêm khuya, thỉnh thoảng một vài tiếng kêu của thú rừng văng vẳng vọng về. Những tiếng kêu này than thở của thân lân từ nhà kỷ luật lại nghe rõ mồn một. Giọng anh hơi lạ, đùng đục, khàn khàn như thiếu nước hoặc là đã phải nói quá nhiều hay là vì quá mệt. Lúc thì nức nở tha thiết. Thưa bác Hồ kính yêu, cháu đã phải chia tay với cô lành, mối tình đầu và rời xa cả bố mẹ của cháu. Nghe cho lời bác kêu gọi trở về quê hương của cách mạng để được gần bác. Đến nay đã mười mấy năm rồi. Nhưng có lúc thì lại nghe sôi nổi dứt khoát dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hơn 6 năm dài trong đơn vị, cháu đã nỗ lực liên tục phấn đấu gian khổ trong công tác cũng như trong học tập. Kết quả cháu đã được toàn tiểu đoàn mình bầu là chiến sĩ thi đua và vinh hạnh to lớn đã được kết nạp vào đảng lao động vinh quang. Ngày nay, cháu xin trả lại đảng tịch và cả cái bằng chiến sĩ thi đua để đổi lại cái lọ. Xin bác Hãy ra lệnh cho ban giám thị trả lại cái lọ cho cháu. Lòng tôi đã não ruột ê chề, nằm nghe thân lân kể lệ than van trong đêm lạnh càng làm cho hồn rã rời lịm dần vào biển đắng. Ba ngày, năm ngày, rồi cả tuần lễ vẫn thế thôi. Chắc rằng cũng có một số cán bộ mùi lòng nên đã đề đạt ý kiến với Hoàng Thanh Trăng mãi đến ngày thứ 12, buổi chiều hoàng thanh vào nhà kỷ luật không hiểu có cuộc chuyện trò qua lại giữa hoàng thanh và tên thân lân sau đó chỉ biết sau đó hoàng thanh ra lệnh thả cùng cho thân lân và bắt tên trật tự tân mang chiếc lọ trả lại cho anh ta và từ đó không những anh em trong tù mà cả cán bộ đều gọi chiếc lọ ấy là cái hồ lô của thân lân nhiều lúc tôi và gôm hỏi đùa nhau chẳng biết ở trong đó chưa cái gì mà to thế mỡ thì chắc chắn không có rồi vậy thì giun sán hay một thứ ký sinh trùng gì khác chăng chúng tôi cũng tự bàn tán đây là một luật bù trừ một trường hợp đặc biệt của một con người do hoàn cảnh tạo nên chúng tôi tin rằng bất kể một ai nếu uống cái nước nhờn nhợn đó vào nếu không ngủng cụ kiệu thì cũng nằm ốm liệt giường liệt chiếu. Vậy mà thân lân lại không sao cả. Biết bao nhiêu loại vi trùng và dơ bẩn ở trong nước ấy. Chắc hẳn cơ thể của anh đã tạo lập được một chất miễn dịch đặc biệt khác với mọi người. Chưa hết, thân lân còn một việc làm đặc biệt nữa mà ai ở trong trại cũng không thể quên được. Anh ta chẳng có thân nhân nên cả năm chả gửi hay nhận thư của ai cả tuy vậy suốt năm anh đi lao động làm việc ở chỗ này hay chỗ khác thấy từng mảnh giấy to nhỏ dù dơ bẩn anh ta cần cù rửa sạch rồi phơi phóng những buổi trưa hay những ngày chủ nhật không có lao động xã hội chủ nghĩa đối thổi một mình mầy mò anh ta ghét Dán thành từng tờ giấy to tương đối rồi xếp cách đi Cứ như vậy cho đến gần ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 mỗi năm Năm thì anh ta viết lá đơn to như tờ báo Xin đề nghị quốc hội sửa lại điều khoản này, điều khoản kia trong hiến pháp Có năm thì làm đơn gửi chủ tịch nước là Bác Hồ Xin cho sửa sang lại thành phố Hà Nội Mùng 2 tháng 8 vừa qua trước ngày có lớp học tập lập công chuộc tội chống mỹ cứu nước tôi gôm và nhiều anh em khác đã theo dõi để ý thấy thân lân hí hoáy bao nhiêu ngày để vẽ một số kiểu xe tăng một số khẩu pháo mìn và lựu đạn anh ta vẽ tượng trưng và có chú thích từng bộ phận rồi anh viết một lá đơn khác lời lẽ rất trang trọng nghiêm chỉnh đề nghị ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp cải tiến một số xe tăng, một số pháo hiện nay của quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy không có phong bì, nhưng anh gấp lại gọn ghẽ. Sáng ngày mùng 2 tháng 9, khi Hoàng Thanh và đoàn cán bộ tề chỉnh, quần áo tươm tất trong ngày lễ trọng đại hàng năm, vào trại dự lễ, chờ cho ban giám thị trên bục nói chuyện vừa dứt xong ở dưới bất ngờ anh xông lên hai tay anh đưa nộp tận tay ban giám thị tờ đơn và bản sơ đồ nói trên lần đầu thấy thân lân sòng sọc đi lên chỗ khán đài hoàng thanh và các cán bộ đều ngỡ ngàng ngơ ngác mãi cho tới khi lân hai tay đưa tập đơn nhờ ban giám thị chuyển lên đại tướng võ nguyên giáp hoàng thanh mới thấy là chuyện vớ vẩn lăng nhăng nên y quắc mắt gạt tờ giấy ra không nhận và bắt lên về chỗ nhưng lân vẫn cứ lì ra dứt khoát không về chỗ nếu ban giám thị không nhận lá đơn của anh ta cán bộ giáo dục đã đọc kỹ hồ sơ của lân rồi nên đã nói nhỏ cho hoàng thanh biết bởi vậy hoàng thanh quay lại nhận lá đơn của lân đưa lúc đó anh ta mới chịu trời xuống ngồi vào chỗ rồi từ đấy thành cái lệ Cứ ngày 2 tháng 9 nào cũng vậy Từ giám thị cho đến các cán bộ Cũng như anh em trong trại đều đã hiểu Ban giám thị cứ nhận đơn rồi ném vớt đi Bởi vì trong lá đơn Không hề có lời sỏ xin hỗn xược gì cả Hơn nữa Dù sao cán bộ cũng đánh giá lân Đã là người ít nhiều bất bình thường Cứ như thế thời gian trôi chảy mãi cho đến hơn một chục năm sau. Năm 1980, tôi vẫn gặp thân lân ở trại Thanh Phong, Thanh Hóa. Vẫn chiếc hồ lô đó, vẫn cũng đơn từ hàng năm vào dịp 2 tháng 9 và vẫn chiếc bụng to của con ảnh hương ngày xưa. Tuy da mặt lân có nhăn thêm và tóc của lân đã có sợi đổi màu, anh vẫn sống nhăn ra trong khi nhìn lại những người cùng thời gian ấy, đã nhiều người vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất lạnh của quê hương, nhiều năm máu lửa rồi. Quân 120 Một trời quan thái mấy cho say. Chiều nay khi toán hai vừa xuất trại đã tới lán thủ công, tôi đang háo hức say mê làm những phần việc cuối cùng để hoàn thành chiếc giường đôi đầu tiên cho tôi đóng thì anh nguyễn huy lân toán trưởng từ trên phòng cán bộ xuống gọi tôi mặc quần áo ra gặp cán bộ thoáng nhìn ra thấy tên cẩn trực trại đang đứng ở gần cổng lá nói chuyện với tên cán bộ vũ trang một thoáng băn khoăn thoáng qua trong đầu cán bộ nào gặp mình đấy mọi khi mỗi lần cán bộ giáo dục cần gặp tôi thường được lệnh ở lại trại ngay lúc xếp hàng đi lao động vậy đây là ai Nghĩ đến đây thì tôi đã ra tới cổng trại. Tên cần cũng như thường lệ, y ra hiệu tay để tôi đi trước. Trong khi y quay lại gật gật đầu với tên bộ đội, như ý tôi nhận tên Phạm này nhé. Thoáng nhìn vào căn phòng giáo dục nhỏ, tôi đã thấy dáng của Hoàng Thanh. Đã lâu, hôm nay tôi mới gặp lại y. Thái độ của y có vẻ lạnh lùng, khác hẳn với sự đon đả lần trước sau mấy câu hỏi chung chung về sức khỏe y vẫn thấy tôi ngồi cúi đầu trên chiếc ghế đầu phía trước mặt y tuy tôi hơi cúi đầu không nhìn y nhưng trong trường mắt của tôi mọi cười chỉ của y đều được ghi nhận một tay y để trên bàn cứ cầm cái bút lên rồi lại bỏ xuống mấy lần tỏ ra rằng y đang cân nhắc tính toán một thái độ một biện pháp trấn áp hay lôi kéo gì đó lòng tôi từ ít lâu nay đã có chủ định, cho nên vẫn mở cửa ngồi chờ cho y chủ động. Giây phút thinh lặng, có lẽ làm cho người y ngứa ngáy, y đứng dậy và gọi hẳn tên tôi. Anh Bình, tôi ngẩng lên, mặt y càng lạnh băng. Tay y chỉ ra phía sau lưng tôi dưới nền đất. Miệng y chậm rãi. Anh có nhìn thấy cái loại gì kia không? tôi quay lại. Chỉ có cái nền đất trống trơn, đây đó mười nhánh cỏ mọc lên trong những đường, nứt nẻ trên nền đất. Bên ngoài, một vài dây thải lại thò vào qua kẽ liếp. Một thoáng ngần ngừ vì tôi chưa nắm được chủ ý của y, thì y đã nói tiếp mang một ẩn ý chính trị. Anh có thấy những đám cỏ dại đó không? Chúng nó lợi dụng những chỗ yếu, chỗ nhược những kẽ hở để tồn tại và phát triển nếu ta không nhổ nó đi thì một ngày kia chúng sẽ mọc che kín hết cả cái nền này nói tới đây y lại ngồi xuống rồi nói như ra lệnh anh hãy nhổ hết những đám cỏ dại đó đi đó là trách nhiệm tôi giao cho anh đấy tôi vừa nhổ cỏ dòng suy tưởng của tôi vẫn chảy dài trong óc phải đây là những cỏ dại nhưng nó là thiên nhiên nó sẽ trường tồn mãi mãi với đất trời mảnh đất nào ngừng canh tác trông nom dọn dẹp thì sẽ bị cỏ cây bao trùm đúng là sớm hay muộn tất cả mảnh đất sẽ phải trở về với thiên nhiên thôi nếu như tôi chưa có chủ định thì trong trường hợp này chích khoát tôi sẽ nói thẳng những ý tưởng đang cuồn cuộn dâng đầy trong đầu tôi cũng sẽ nằm trong ẩn ý đối lại với y nhưng lúc này tôi cứ im lặng nhặt cỏ thấy tôi nhặt hết đám cỏ dại dưới nền y lại chỉ mấy ngọn thai lại ở trên vách anh dứt cả mấy cái dây dại ở đi ở trong ngóc lên ở ngoài thò vào để cho chủ trương của tôi có nhiều bức tường che tôi nói một câu vừa tỏ ra đã hiểu nhưng ẩn ý bóng bẩy của y lại vừa đóng góp thêm vào sự năng nổ tích cực của mình Thưa ông, với những cỏ dại phía bên ngoài, biện pháp hữu hiệu nhất là ra hẳn ngoài để nhổ tận gốc, chứ không hẳn chỉ ngăn chặn từ phía bên trong. Mặt y bừng sáng, tươi hẳn ra. Y nghiêng người với cái phích rót một chén nước trà nóng xì sụp uống. Nét thỏa mãn ánh lên trong đôi mắt y. Sau đó y hỏi tôi về tình hình trong trại, về một số cá nhân ở trong tổ, trong toán. Y cũng đặt vấn đề tại sao tôi thân mật với Nguyễn Văn Gôm và bác Nguyễn Văn Tiến, cũng như tiếp xúc với nhiều người. Tôi mượn ngay cái bọc của Y để che cho mình nên trả lời. Muốn hiểu ai thì phải tiếp xúc với họ chứ. Cuối cùng, Y đưa cho tôi một tờ giấy trắng. Rồi Y chỉ một chiếc bàn con ở góc nhà đã có sẵn lọ mực và cái bút. Y bắt tôi ngồi viết những điều tôi vừa trình bày về tình hình trong trại và một số cá nhân qua buổi nói chuyện với y, tôi khẳng định đã có nhiều người báo cáo về tôi, hầu như mọi sinh hoạt của tôi y đều nắm được. Những ngày trước tôi và Gom đã nhiều lần trao đổi, chúng tôi đều đã nhận định cộng sản đã khéo léo lợi dụng quy luật đấu tranh để sinh tồn của mọi sinh vật, kể cả thực vật. Chúng áp dụng quy luật ấy với những người tù đói khổ lại càng hữu hiệu hơn nữa. Chúng dùng sự đói khát, cùng kẹp, lao lực, kết hợp với dụ dỗ phỉnh phờ gây ra ly gián, đói khổ tranh sống. Hình dung như những con cua trong một cái giỏ, suốt ngày đêm dãy giụa, chen chúc, con nào cũng tìm cách để trèo lên miệng giỏ. Do sự tranh giành này phải đạp lên nhau, cấu xé nhau để vượt lên bởi vậy con thì xích mai con thì gãy còng nhưng khi leo lên tới miệng giỏ lại vướng cái hom để rồi mỏi mệt lại rơi xuống đáy giỏ cuối cùng con nào cũng chỉ quanh quần trong cái giỏ cua mà thôi trong những con cua này nếu có con nào tỉnh tá hiểu rằng con nỗ lực cậy cục tranh trở lắm thì cũng thế mà thôi hãy biết thân vận trèo lên một chỗ nằm đấy cho đỡ mệt nhưng nếu nó biết như vậy thì nó đã không còn là con cua nữa bởi vậy có những con trèo lên đến miệng giỏ đã ngã xuống đồi thế mà lại vẫn hì hục cố gắng bò lên mãi cho nên tôi càng cần phải tỉnh táo cân nhắc ý thức từng sự việc sao cho không thiệt hại đến những điều chủ chốt của lý tưởng đường đi của mình điều này tôi tin rằng tôi sẽ làm được với những năm kinh quan đấu tranh với phòng 44 chấp pháp của Hà Nội. Hoàng Thanh tuy là một tên quái, nhưng không thể có nghiệp vụ chuyên môn như phòng 44. Dù vậy, tôi cũng không thể lơ là chủ quan mất cảnh giác. Tôi vẫn thừa nhận Hoàng Thanh là một tên sắc sở tinh quái. Mỗi một lời nói, một việc làm đều có dụng ý. Y là loại người đóng cửa trước, mở cửa sau, gieo mầm bây giờ để gặt hái về sau. Nhìn lại suốt quá trình từ ngày tôi ra miền Bắc, tôi đã gặp biết bao nhiêu loại người của đối phương, nhưng y là người thứ hai mà tôi nhờn, tôi phải để tâm nhất. Người thứ nhất là cái lão già chó chết. Một buổi chiều Chủ nhật đã gặp tôi ở hỏa lò chỉ có 15 phút ở phòng ban giám thị. Để y đã ngoay ngoáy ngón tay chỉ vào mặt tôi, tôi tin rằng tên Hoàng Thanh này tuy hiện nay y chỉ đang chiếc lon trung úy làm giám thị cho một phân trại nhỏ bé nhưng trong tương lai chắc chắn y sẽ tiến cao mãi sẽ vượt qua nhiều những tên hiện nay đang là cấp trên của y để ngo lên trên con đường hoạn lộ của chủ nghĩa này như tôi đã trình bày ở trên do những tình tiết toàn bộ sự việc của tôi khi còn ở Hòa lò cũng như lên trại trung ương tôi luôn luôn phải ở tư thế một người cải tạo tiến bộ rồi hơn nữa mới đây chỉ hơn hai tháng trước trong một buổi ngồi tâm tình chuyện trò với nguyễn văn gôm đầu tôi đã chợt lóe lên một ý tưởng mà trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tới công tác của tôi ra bắc một phần chính là tuyển mộ và huấn luyện nghĩa là cấu tạo và hình thành những hạt nhân, những đường dây để hoạt động bí mật trong một mạng lưới riêng rẽ hay từng chuỗi. Tôi đã thất bại, bị bắt vào tù trong một môi trường cũng cùng khổ đầy xương đầy máu này, nhưng lại cũng rất đặc biệt, không thiếu gì nhân tài, không thiếu gì hạt nhân cốt cán nhan nhản chung quanh tôi hiểu rằng trong cuộc đời bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt trong sự việc không may thất bại đi tù của tôi cũng có cái mặt tích cực của nó chỉ cần ta biết nhuần nguyện, khéo léo truyền hóa đôi khi nó không còn là sự thất bại hay không may nữa tôi đã có nghiệp vụ tôi đã có thực tiễn kinh qua hãy chọn lựa ấp ủ hạt giống rồi gieo đi khắp các nẻo đường của đất nước mai đây những hạt giống nào chẳng may rơi vào vùng đất xấu không mọc được thì tôi cũng không mất gì thêm còn những hạt giống may mắn rơi vào vùng đất màu mỡ thuận tiện thì sẽ trưởng thành nở hoa kết trái cung cấp trái ngon trái ngọt cho cuộc đời cho lý tưởng dân tộc người kinh kẻ nông thôn người thành thị từ núi rừng hẻo lánh cho đến đồng bằng phì nhiêu tôi cứ làm những cái gì tôi có thể làm được thời gian và hoàn cảnh thật là thuận tiện còn an toàn hơn cả ngoài xã hội nữa vì những chủ trương này tất yếu tôi phải tìm một chỗ đứng tốt hiện nay không có bức tường chắn tốt nào bằng bức tường của hoàng thanh cả ngay hoàng thanh trước đây cứ mỗi lần y tiếp xúc với tôi y luôn luôn phải đắn đo thủ đoạn như trong tay y thường phải sẵn sàng lâm le một khẩu súng mà đạn đã lên nòng. Nhưng rõ ràng càng về sau, y đã bỏ khẩu súng xuống bàn hay đã đút vào ngăn kéo rồi. Nghĩa là tôi đã tạo cho y tưởng rằng y đã nắm được tôi. Tôi không còn là đối tượng y cần khoanh vòng nữa. Mà tôi thì cũng cần và chỉ mong như vậy thôi. Chiều hôm nay nhìn cụm thực dược phía đầu luống gần trái hồi nhà số 2. Mấy đó nhung, vươn dài ngượng ngập mà tôi vẫn gọi là mấy cô tiểu thư con gái nhà lành. Đang lè ra mấy chiếc yếm xanh bọc, tống cái duyên nửa chừng như báo cáo cho thế nhân mùa đông đã lại về. Nhanh thật, vừa mới nóng xong đã lạnh rồi, đã nghe rét mướt luồn trong gió đã vắng người đi những nẻo đường. Thấm thoát, tôi đã lên trại sắp xỉ một năm rồi. Hồn tôi bập bình nổi trôi trong làn mưa bụi, cứ dần dà dạt về miền xuôi. Chật lãng vảng chiếc lưng ong và làn tóc buông dài dưới gốc cây bàng giữa sân hỏa lò. Cũng một chiều mưa bay đã ùa vào tràn ấp lòng tôi. Một nỗi nhớ niềm thương quay quát cộng với cuộc đời mưa gió cứ xoáy mãi cõi hồn tôi. Không biết giờ này người ấy ra sao? Một ý thơ gia giết của thi gia Nguyễn Bính thì phải. Đã lách vào tim tôi thắt lại. Chiều nay, thương nhớ nhất chiều nay. Thoáng bóng, bóng em trong cốc rượu đầy. Anh uống cả em và uống cả. Một trời quan tái mấy cho say. Bây giờ tôi đâu có cốc lụ đầy Mà chỉ có một trời cay Cay hơn ớt Tôi còn đương mơ màng Trong một trời chiều mây tím Thì những tiếng huyên náo ầm ầm Ở nhà số một Những tiếng huỳnh huỳnh vật lộn Phía trong buồng khi tôi chạy sấn vào Máu me văng vải tứ tung Lê Văn Kinh Người to như hộ Pháp Đang đè phạm công thành vò người lại như con tôm chiên ở dưới nền nhà. Công thành, mắt trợn ngược, đang khò kè tưởng không thở được nữa. Tuy tay vẫn cầm chặt con dao nhọn dài đến 15 phân. Dưới má Lê Văn Kinh, một vết dao rộng chừng 3 phân, máu từ đấy vung vãi khắp nhà. Biệt kích đánh biệt kích! Có người nói to như vậy. Anh em, một số người đã xông đến, tôi lẹ tay giật lấy con dao ở tay công thành. Mọi người, họ trói công thành lại và họ đã trói thực. Một số người khác dẫn tay đưa kinh xuống bệnh xá để băng bó vết thương. Sau một lúc, câu chuyện đã được sáng tỏ như sau. Tên công thành, trong toán buôn biệt kích của Nguyễn Huy Lân, ở dưới nhà bếp, thường hay quát tháo, xua đuổi, đập gô, đập bát của các anh em trên các buồng xuống xin nước sôi. Hầu như cả trại không ai ưa y. Nhiều người căm tức nhưng không dám làm gì vì y núp dưới bóng những tên áo vàng. Lê Văn Kinh là người miền Nam rất thẳng tính và nghĩ rằng nó đã làm xấu lây anh em biệt kích với những người tù miền Bắc. Bởi vậy, nhiều lần Kinh trong thế thành, Kinh chửi nên thành rất hận đã có nhiều trận chửi nhau trước đây rồi bao giờ anh em cũng bênh vực về bè với kinh nếu lê minh kinh không là người lao động tốt thì chắc chắn đã bị đi cùng nhiều lần vì do sự báo cáo của công thành tất nhiên mỗi lần kinh chửi công thành cũng đều phải lấy những cớ lỗi của thành trong sinh hoạt chứ chẳng ai dám chửi thành là kẻ đã làm chó làm giót vân vân mình xây hận lâu ngày Tuy công thành cũng to con vì làm nhà bếp, nhưng so với tấm thân đồ sộ người nhái của kinh thì không đi đến đâu. Vì vậy Thành đã thủ sẵn một con dao chờ nhịp. Và hôm nay, sau một hồi cãi vã, bất ngờ Thành đã rút dao ra, trồm sang sàn kinh để đâm. Người to nhưng cũng rất nhanh. Kinh bị đâm một nhát vội nhảy đến hất dao và vật Thành ra. Hôm nay cũng là dịp anh em trong trại dồn cơn căm tức thành đã lâu bởi thế khi trói mấy người đã cố ý kéo gò rít chặt công thành nằm như con heo ư ở rên la ở giữa nhà ai cũng mượn cớ tên thành đã dùng dao đâm người trong khi chờ cán bộ vào giải quyết thì phải trói lại vì sợ anh ta tiếp tục hành hung khi tên đức trưởng ban giáo dục và tên cẩn trực trại vào y thấy tên tay chân của chúng bị trói gô, y ra lệnh cởi trói. Tên Đức và tên Cẩn, hẳn cũng đã hiểu những điều ẩn tàng bên trong sự việc. Nhưng vì nhát nhau đâm kinh quá sâu, nên đã ra lệnh đưa công thành vào kỷ luật để xoa dịu sự bất mãn của trại. Tuy vậy công thành cũng chỉ bị kỷ luật hai ngày, rồi đã được trở về nhà bếp như cũ sự việc này càng tỏ rõ bộ mặt tay sai chó má của công thành cho nên anh em càng không ai muốn tiếp xúc với y nữa tối nay sau khi toàn buồng sinh hoạt tổ như thường lệ tôi vừa ra chỗ chiếc đèn con hoa kỳ cầm cái điếu cày về chỗ để bắn một điếu với bắc tiến thì gom đến chẳng biết công thâu lượng được nguồn tin từ đâu đã thì thầm cho biết hoàng nghị paris về chiến tranh Đông Dương đã bắt đầu họp từ đầu tháng 5 rồi. Hiệp nghị gồm có bốn thành phần, Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, miền Bắc Việt Nam và một bộ phận của chúng ở miền Nam là mặt trận giải phóng. Tuy đã họp hơn 76 tháng nay rồi, nhưng lập trường của các bên cách xa nhau một trời một vực, nên chưa đến một kết quả nào. Nguồn tin này cũng làm cho bác Tiến và tôi sững sờ suy nghĩ thảo nào cũng từ mấy tháng nay trại cũng chả có đài hay báo chí gì cả tên mạch trưởng ban tuyên huấn lại giải thích ở ngoài hội trường hơn một tháng trước là để cho toàn thể trại viên tập trung tư tưởng theo học lớp chính trị dài ngày lập công chuộc tội chống mỹ cứu nước nên tạm ngừng đài và báo vì ở trong một cái hòm đóng kín thiếu nhiều cơ sở để nhìn, để cọ sát tham khảo. Dù vậy, Bắc Tiến cũng bảo bọn Cộng sản nhìn từ bản chất thì chúng chỉ muốn dùng hội nghị Paris như một cơ quan tuyên truyền cầm chân Mỹ mà thôi. Tuy vậy, đây cũng là một dấu hiệu. Chúng đã phải từ bỏ phần nào cái quyết tâm cao ngạo lúc đầu của chúng là sẽ cướp cho được miền Nam bằng võ lực. Vấn đề lớn ở đây là nếu Mỹ và Sài Gòn không tỉnh táo thì sẽ bị hố với tụi này. Chương 121 Ân tình của Chúa Sơn Lâm Một câu chuyện bình thường về một con trâu nhưng nó đã gợi nhớ cho tôi một cái mốc thời gian trong cái hố sâu của dĩ vãng. Hôm đó vào một đêm mưa dầm thứ bảy giữa tháng 3 năm 1969 Lúc này trại đã ăn Tết âm lịch đã được gần một tháng. Trời hãy còn lành lạnh của cá rét nàng bân. Trại đang ngủ yên áng, gần nửa đêm về sáng. Đột nhiên, có những tiếng huỳnh huỳnh ầm ầm như cây đổ phía chuồng trâu đằng sau trại. Một số người tỉnh ngủ trong buồng đã ngồi dậy nhớ nhát, ngơ ngác nhìn ra cái khoảng đen tối của rừng khuya. Bác Tiến đã thò tay sang màn tôi lay tôi dậy. Nhưng thực ra tôi đã tỉnh lâu rồi Mà vẫn nằm yên nghe ngóng Bỗng có tiếng gầm như rung chuyển cả núi rừng Làm đông đưa ngọn đèn 40 nến Đang treo lủng lẳng ở giữa nhà Tiếng gầm làm hầu hết mọi người đều choàng dậy Trong buồng có nhiều người dân tộc thiểu số Mà núi rừng là quê hương, nhà, cửa của cả đời họ Nên họ đã biết ngay đó là tiếng hổ về bắt trâu tiếng hộ gầm cũng có lẽ đã đánh thức tụi cán bộ phía khu nhà giám thị vì bất chợt một tràng súng aka rú lên âm thanh như mũi giáo ngoáy vào màn đêm trong buồn chúng tôi đều hiểu chúng bắn tràng súng là để dọa đuổi hộ đi chứ sức mấy đứa nào dám mò ra đường khuya giữa lúc mưa lạnh thế này chẳng ai dám bàn tán nhưng nhìn nhau mắt ai cũng ánh lên niềm vui hẳn trong lòng mỗi người ai cũng đều hớn hở chào mừng bác hay cụ mồi bởi vì theo anh em những năm trước đã có nhiều cụ hổ về bắt trâu của trại rồi mỗi lần như vậy thế nào trại cũng có bữa tươi vì thường thường ông hổ đâu có ăn hết con trâu được đó là ân huệ của ông để lại cho đám người cùng khổ sáng hôm sau nguồn tin sốt chẻo đã có sớm cụ hổ đã bắt con trâu mộng đầu đàn đem đi mất tiêu hôm qua rồi người ta nhìn thấy vết chân hổ to như bàn tay xòe giẫm nát cỏ cây chung quanh chuồng trâu có một cái điều làm cho cán bộ cũng như tù ồn ào bàn tán không ít là cửa và hàng rào của chuồng trâu vẫn không sao cả hàng rào cao khoảng một mét rưỡi gần ngang cổ của người lớn Người ta tự hỏi, con trâu mộng to như vậy, chẳng lẽ cụ hổ cõng nhảy qua được à? Nghĩa là sự việc đó khó tin được, nhưng cụ thể là con trâu đã mất. Ngay từ sáng sớm, bốn tên vừa cán bộ vừa bộ đội dẫn theo bốn tên tù tự giác, cơm đùm, cơm nắm. Dõi theo vết chân của lão chúa Sơn Lâm vào nơi thâm u của núi rừng hoang dã. Cả trại đi lao động ngày hôm ấy đều phập phòng mang theo niềm hy vọng đợi chờ. Nhưng, cho tới chiều tối, đoàn người đi tìm mệt mỏi trở về tay không và niềm đợi chờ, mong ngóng của anh em cũng xẹp xuống. Mặc dù thế, toán đi tìm hôm sau vẫn tiếp tục, nhưng người ta cũng kháo nhau nhiều chuyện chung quanh cụ hồ bắt trâu này như những huyền thoại thần bí linh thiêng của rừng già. Hôm sau, gần về trưa, trại xôn xao náo nhiệt hẳn lên. Đoàn đi tìm đã hì hục khinh gánh về cái đầu, hai đùi trước với bộ lòng của con trâu. Cụ hổ đã ăn hết hẳn nửa sau của con trâu, hai đùi và chỗ thịt ngon, gồm trên 50 kg thì được khinh về khu vũ trang và giám thị. Đầu, cẳng, chân, xương, da và ruột thì phân cho trại tù tất nhiên cũng phải cân lường kỹ càng để tính tiền trong những kết toán hàng quý, hàng năm của trại. Nhưng phải nói rằng, giữa rừng núi hiếm hoi, có thịt, xương mà mua là tuyệt rồi. Xương lọc kỹ không kể, thịt được 15 kg với bộ da và bộ lòng, cho nhân số hơn 400, thì mỗi người cũng chỉ được một vài miếng nho nhỏ. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả và có thể nhiều người khác cũng vậy. Chúng tôi chen đánh nhau đổi sâu xuống sân nhà bếp, để nhìn cái đầu con trâu mộng. Tôi chả nhìn thấy mình con trâu, nhưng cái nhìn cái đầu đồ sộ ngoại cỡ của nó, thì tôi đã hình dung ra con trâu đầu đàn to khỏe như thế nào rồi. Một bên sừng bị gãy một nửa, để lòi ra một đám tủy trắng đỏ nhờn nhợt. Một mắt lõm sâu nua tua vài miếng thịt, con người thì văng đông mất rồi hàm răng nghe ra rãi và máu đóng lại thành bờ da mặt bị cào xé rách nát tôi cứ đứng hàng giờ chằm chằm nhìn con trâu tôi hình dung một cuộc chiến đấu ác liệt dai dẳng giữa con hổ và con trâu mộng này hẳn rằng trước khi chết đành gục xuống phó mặt cho con hổ nhai thịt của mình con trâu đã vì sự sống của mình nó vừa run sợ vừa phải chiến đấu dù với một cách não nề, vô vọng với một kẻ thù có truyền thống ăn thịt loài của mình. Tôi cứ nhìn con mắt thất thần còn lại của nó, trợn ngược, trắng giả, hẳn nó phải chết trong nỗi kinh hồn kiếp đảm thảm thương lắm. Như trên tôi đã nói, chuyện con trâu này đã gợi nhớ cho tôi một cái mốc thời gian, đến đây cũng chưa phải, mà chính là một sự việc như sau cho cái tài xoay sở khéo léo của gôm đã quan hệ thế nào đó với một đường dây tự giác rất đặc biệt gôm và tôi góp nhau mỗi người một đồng ngày hôm sau ra lán thủ công đã có một bọc da trâu đến hai ký thui rồi giấu trong một đống vỏ bào đã dặn trước cho những yêu cầu về nấu nướng chúng tôi chỉ bí mật cộng tác với bác tránh già làm vệ sinh người canh người cạo rửa, rồi cho vào một cái gầu bằng tôn ninh nhừ lên. Gôm còn ngoại giao đổi chắc với nhà bếp để có ít muối. Buổi chiều hôm ấy, làm sao tôi quên được? Ba chúng tôi, bác tránh, gôm và tôi hò hẹn chui vào một bụi bìm bìm phía sau lán. Do sự quý ước chặt chẽ với nhau là không cho người thứ tư biết, vì thế tuyệt đối không được cho ai và phải ăn hết tại chỗ. thôi thì nắng hạn gặp mưa rào, rét nhiều nên mới có ngày mồ hôi. Chúng tôi vừa trợn trừng, nhai vừa nhìn nhau, mồm nhai chưa nuốt xong, tay đã cầm sẵn miếng khác, chờ chực đút vào rồi. Anh nấy anh đẻ quên hết cả đất trời, tổ quốc, quê hương. Thế mà chỉ một loáng đã sạch trơn hai ký da trâu đã chui bén vào bụng ba người nhưng mà trời đất hỡi cái đêm hôm ấy người tôi như có ai thổi lửa vào hậu môn bụng nóng hừng hực người nôn nao quay cuồng tôi bỏ màn đi ngủ sớm tôi liếc nhìn lên sàn trên chỗ gom cũng đã thấy bỏ màn rồi tôi cố dằn nằm yên tay tôi xoa bụng thỉnh thoảng thấy gom mặt đỏ rừ chạy vào nhà cầu nhưng thật oan gia là bác tránh. Có lẽ vì bác già yếu nên đã không chịu nổi như chúng tôi. Bác ngồi trên sàn, ầm ập, nôn thốc, nôn tháo xuống đất. Bác cứ vặn vẹo người nước mắt, nước mũi nhầm về vì nôn chưa hết. Mỗi lần bác ọc ra, từng sợ nhớt dài thòn, nhễu nhợt nối từ miệng bác với bãi nôn dưới đất. Mùi khăn khẳng, nồng nồng sông lên khắp buồng nhiều người bịt mũi đi nằm vậy mà thân lên vẫn chịu khó hì hục lấy tay vớt từng miếng da trâu chưa nát vì ăn vội nhét vào chiếc hồ lồ mặt anh tươi roi đói phần phơ của một ngày vớ bờ phần tôi tuy không nôn nhưng phải một bữa gần chết cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được nhớ mãi tới bây giờ chưa quên sau này tôi nghĩ lại thấy thật là dài Gia trâu Ninh nhừ ăn để chống đói thì thật là tuyệt Nhưng với điều kiện ăn vừa thôi Chỉ vì quá đói thiếu lâu ngày Nay vớ được ăn cho đã cái miệng nên mới bị như vậy Chương 122 Một chiến hữu đồng nghiệp hang một lỗ Chưa hôm nay sau một buổi sáng lao động mệt mỏi, hầu hết anh em tù, ai cũng tranh thủ nằm chợp mắt 10-15 phút cho lại sức để tiếp tục đi lao động buổi chiều. Nằm trần trọc mãi với bao nhiêu nỗi niềm ngang dọc của cuộc đời, tôi bò dậy xếp gọn chỗ nằm. Như mọi khi, vững thững đặt phía cuối hội trường, tôi ngồi trầm ngâm cho hồn lãng đáng tai buông lơi nghe gió chiều xào xạc trong bụi nữa. Tiếng âm A của bài tập đọc về anh hùng, la văn cầu của lớp bổ túc văn hóa buổi trưa, ở trong hội trường làm tôi chú ý quay lại. Hơn 10 người, hầu hết là dân tộc thiểu số, trong đó chỉ có hai ba người kinh. Đặc biệt nhất là anh Lê Văn Bưởi. Câu chuyện anh Bưởi léo đẽo theo học lớp bổ túc văn hóa lớp hai của trại hơn hai tháng nay đã làm cho một số anh em trong trại bàn tán bởi vì học lớp hai bổ túc văn hóa là tập đọc tiếng việt và tập làm tính trừ tính cộng người ta bàn tán chỉ vì có nhiều mâu thuẫn đến trở thành như lập dị. theo như bản lý lịch mặt tù nhân nào cũng phải tự viết khai trong bản kiểm điểm của hàng quý và hàng năm thì lý lịch của anh Lê Văn Bưởi như sau. Sinh ngày 10 tháng 2 năm 1931 tại thị xã tỉnh Quảng Yên, cấp bậc đại úy của Việt Nam Cộng Hòa, can tội vượt tuyến ra Bắc để hoạt động gián điệp, bị án phạt 20 năm. Vậy mà mỗi buổi trưa lại cấp vợ theo những người dân tộc đi học lớp hai bổ tốc văn hóa. Như tôi đã nói, đến ở trên, ngay từ khi anh Lê Văn Bưởi được chuyển từ trại Vịnh Tiến về trại này, khi được biết anh cũng cùng một cái nghiệp hang một lỗ như tôi, tôi đã lựa thế làm loãng phần nào sự chú ý của những tên gió, rồi sau đó đã liên tục tiếp xúc với anh. Đến bây giờ hơn 7-8 tháng rồi, anh và tôi đã trở thành đôi bạn nhất là từ gần một tháng này tôi làm tổ trưởng tổ học nghề mộc tổ gồm sáu người trong đó lại có anh cái việc anh đi học bổ túc văn hóa do chủ trương và quyền tự do của anh tôi không có ý kiến nhưng theo quan điểm của tôi làm việc gì cũng cần phải biết mình mới biết người anh đi học như vậy nó trở thành một trò cười mà người khác Nhất là đối phương đã nhìn thấy cái hời hợt ngây thơ của anh Hoặc gây sự chú ý cho họ Dù tôi nghĩ như vậy Nhưng tôi cũng cứ để cho thời gian làm sáng tỏ Tôi chưa kết luận Vì biết đâu đây chẳng là một ý đồ Để kẻ thù đánh giá anh non nớt Hời hợt Một chiến thuật cao tay hơn Chính Hoàng Thanh đã có lần y đặt vấn đề hỏi tôi Ngay theo cái nhìn của anh thế nào? Đã lẽ anh Bưởi lại là một đại úy tình báo của miền Nam à? Y vừa cười vừa hỏi tôi, với một ánh mắt dò xét thái độ trả lời của tôi. Tôi cũng nói thật ý nghĩ của tôi là tôi cũng không hiểu thế nào. Tuy trong lòng tôi có phần ngạc nhiên, ngay tình tiết sự việc của anh ra ngoài miền Bắc cũng đầy rẫy những khoảng mù mịt như những lời anh đã tâm sự với tôi. Đã bao nhiêu lần anh với tôi trao đổi tâm tình qua những sự việc của anh ra ngoài Bắc và cả cuộc đời anh nữa. Sơ lược như thế này. Quê anh ở Quảng Yên, cái vùng có thật nhiều biển và cũng thật nhiều núi. Ngay từ lúc anh 19 tuổi, sau khi đã tốt nghiệp bằng thành trung, anh đã tình nguyện gia nhập quân đội Pháp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1950 tại phòng 2 tiểu khu Quảng Yên. Năm 1953, anh tốt nghiệp chuẩn úy tại trung tâm huấn luyện Quảng Yên. Rồi giữa năm 1954, anh được chính thức đeo loan thiếu úy. Cùng năm đó, anh được thiếu tướng Con Di tặng thưởng một huy chương lá liễu và hứa sẽ đưa anh về Pháp trao dồi thêm nghiệp vụ. Nhưng rồi tình hình dồn dập biến chuyển, nên lời hứa đó đã không thực hiện được. Trong suốt thời gian anh phục vụ ở F2, tôi không hỏi anh F2 là gì. Anh đã được cấp trên tặng thưởng thêm hai huy chương lá liễu nữa và bốn ngôi sao các loại cùng nhiều bằng khen. Sau Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương, đơn vị và cơ sở của anh rút vào bên trong vị tuyến 17 đất nước lúc này đang chuyển vần, nghiêng ngả từng ngày. Sau một số ngày đêm đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định gia nhập quân đội quốc gia tại thị xã Quảng Trị. Do những quá trình chuyên môn nghiệp vụ của anh, anh được vào Sài Gòn dự một lớp tu nghiệp đặc biệt, sau đó trở lại làm việc tại phòng tình báo của Ngô Đình Cẩn trong thành phố Huế đặc trách khu vực giới tuyến 17. Giai đoạn này anh thường xuyên chuyên trách nghiên cứu những tài liệu và tin tức tình báo giữa miền Nam và miền Bắc. Nhân gia cho những yêu cầu của tình hình thực tế, anh đã tình nguyện ra Bắc để nghiên cứu tại chỗ, cũng như tạo lập những màng lưới hoạt động bí mật ngay trong lòng địch. Phòng tình báo miền Trung và Anh đã miệt mài nghiên cứu một kế hoạch tỉ mỉ, một công tác dài hạn trong đất kẻ thù theo anh nói, anh có một người mẹ với một đứa con gái hiện còn đang ở vùng quê hương Quảng Yên của anh. Cho tình hình và điều kiện ngặt nghèo của một ngày 1954, anh đã không thể đón mẹ và con gái anh cùng vào Nam. Con gái anh đã sống với bà nội ở một làng quê mà Việt Minh đã kiểm soát. Chính vì vậy, trong kế hoạch anh ra miền Bắc anh đóng vai là một trung sĩ cảnh sát, nhớ mẹ già, thương con gái, đồng thời chán trường chế độ độc tài. Gia đình chị họ ngô, anh muốn về với người mẹ và đứa con gái ở miền Bắc. Mỗi tuần hai ngày, anh phải đã đứng gác ở cầu Hiền Lương trên bờ sông Bến Hải theo những tiến trình của công tác. Đã vạch ra cho từng khâu, những người cảnh sát phía bờ Nam và những tên công an phía bờ bắc cùng gác trên cầu hiền lương cho nhiều lần thấy nhau nên quen mặt bởi vậy đôi khi cũng chuyện trò dăm ba câu về trời mưa trời nắng những tên công an bờ bắc thỉnh thoảng môi chai lôi kéo rủ rê những anh cảnh sát bờ nam ra miền bắc về với nhân dân về với cách mạng anh bưởi đã lợi dụng hình thái này Nghĩa là anh cũng đã để cho những tên công an bờ bắc rủ rê nhiều lần. Và lần đó, ngày 6 tháng 6 năm 1962, anh đã ôm một bọc quần áo chạy bừa sang phía bên kia cầu bờ bắc theo đúng những lời chỉ bảo của một tên công an. Anh được dân chúng và cán bộ nồng nhiệt đón anh đưa về huyện Vĩnh Linh. Sau mấy ngày tiệc tùng chào mừng, Hằng ngày anh phải đến một bàn giấy để khai báo chi tiết tỉ mỉ về thân thế gia đình trong nam cũng như ở ngoài miền bắc từ ngày vào nam làm gì ở đâu từng giai đoạn từng thời gian hết hỏi han khai báo rồi chúng đưa giấy bút bắt anh phải tự viết tường thuật lại từ khi mới lớn lên ở miền bắc cho đến khi vào miền nam cứ viết một thời gian lại hỏi rồi lại viết hơn một năm trời với bao nhiêu hình thức thủ đoạn mua chuộc khích lệ hứa hẹn và đe dọa thỉnh thoảng chúng cho đi tham quan những cơ sở này sĩ nghiệp kia rồi lại về truy tìm hỏi han sinh hoạt ăn ở của anh bị chúng nó quản lý chặt chẽ bao nhiêu lần anh xin về quê ở quảng yên để thăm mẹ già và con gái nhưng chúng đều hứa hẹn mà bắt anh phải thành thần khai báo tốt thì chúng mới cho về. Hơn nữa chúng nhấn mạnh, chúng đã biết hết về âm mưu ý đồ của anh ra miền Bắc rồi bởi vì chúng đã có tài liệu đầy đủ. Chỉ vì chúng có rất nhiều người nằm ngay trong cơ quan tình báo của Ngô Đình Cẩn, vân vân Đến đây anh bưởi không nói rõ, nhưng qua tình tiết diễn tiến tôi suy đoán có thể anh đã khai báo phần nào sự thật, nghĩa là xanh đam ở miền Bắc là vấn đề hoạt động tình báo. Cho nên chúng đã kéo dài thời gian đến 16 tháng để tìm hiểu, điều tra, nghiên cứu về anh. Cuối cùng chúng thả anh ra cho anh đi tự do về quê. Nhưng khi anh mới đi đến Quảng Bình, chúng đã đem xe theo đón bắt anh với lệnh của Bộ Công an vào ngày 23 tháng 10 1963. Chúng đem anh trở lại Vĩnh Linh tiếp tục khai thác. Sau một thời gian, chúng đưa anh ra trước tòa án nhân dân khu vực Vĩnh Linh, xử phạt anh 20 năm với tội danh gián điệp xâm nhập miền Bắc để hoạt động chống phá cách mạng. Anh và tôi càng ngày càng thân nhau, đã kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện về gia đình, cuộc đời từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành vào đời. Theo anh nói, gia đình anh cũng là một gia đình thế phiệt, gia giáo, trong miền Nam rất có thần thế. Anh được gặp ông Cẩn, ông Nhu là chuyện thương, chú anh là chuẩn tướng Lê Văn Hưng, vân vân. Cho nên, tuy anh chỉ là một đại úy, nhưng anh đã được ông Cẩn tin tưởng coi như người nhà. Mới hôm Chủ nhật vừa qua, buổi chiều, tôi và anh bưởi rủ nhau ra giếng tắm giặt xong. Về buồn, tôi xuống chỗ anh bưởi. Hai anh em nằm chèo khoeo chuyện trò tâm sự. Sau một vài câu chuyện bình thường như mọi khi, đột nhiên anh quay sang. Chịt gần sát lại phía tôi, hạ thấp giọng Tôi coi Bình cũng như anh em. Tôi nói cho Bình nghe một chuyện mà tôi đã ôm chặt trong lòng hơn một năm nay từ ngày tôi ở trại vĩnh tiến đến bây giờ không một ai trong tù này biết tôi thấy vẻ mặt và giọng nói của anh đầy vẻ thân tình nhưng hết sức nghiêm trọng tôi cũng nghiêng hẳn người lại sốt sáng chờ lắng nghe nội dung anh nói anh là người có công rất lớn với nhà nước với cách mạng anh đang chờ không những anh sẽ ra khỏi tù mà anh còn phải làm việc nhiều nữa lúc đó anh sẽ không quên tôi đâu. Anh kể tiếp, khoảng đầu năm 1960, một buổi chiều muộn trong tư dinh của ông Cần. Lẽ ra mọi khi, giờ đó anh đã trở về buồn mình để tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng hôm đó vì anh được mời uống hai ly rượu mạnh, vừa mệt vừa buồn ngủ, anh đã nằm ngay tại một phòng dụng cụ ở chỗ làm việc rồi ngủ quên luôn gần về khuya chất mình anh tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ 30 rồi Đây anh nghe thoáng có tiếng rì rầm ở phòng bên nhất là lại có ánh đèn sáng trưng tò mò anh đựa thế nhìn qua một khe cửa sổ thì thấy có ba người là ông cẩn ông nhu và bác sĩ trần kim tuyến ba người đang ngồi châu đầu vào một cái bàn với một chồng sổ sách ở trên bàn. Anh không ngờ ông Nhu và ông Tuyến từ Sài Gòn ra ngay từ chập tối mà anh không biết. Thấy thái độ bí mật và nghiêm trọng của mỗi người nên anh càng tò mò đứng nhìn và lắng nghe. Ba người đang họp bàn để quyết định những công tác có tính cách chiến lược của một số mạng lưới ở miền Bắc có liên quan đến phòng nhì của Pháp và CIA của Mỹ anh đã lắng nghe được tên của những chức vụ. Hơn 10 người từ giám đốc một cơ quan đến những cán bộ trung ương ở miền Bắc. Anh hiểu đây là một bí mật to lớn của đất nước. Anh chỉ hiểu như vậy một mình anh và chôn chặt trong đáy lòng từ 7-8 năm nay. Ngay cả khi ra miền Bắc rồi bị bắt, dù phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng khốn cùng của những năm tháng dài khai thác và tù đầy, nhưng năm ngoái, một cán bộ cao cấp của Bộ Công an xuống gặp anh ở trại Vĩnh Tiến. Sau nhiều ngày đêm đấu tranh dằn co gay gắt trong tư tưởng, anh đã muốn lập công với cách mạng nên anh đã khai hết với ông cán bộ đó. Sau đó nhiều cán bộ dưới Hà Nội xuống trại tập trung anh liên tục trong gần một tháng trời trước khi chuyển anh về trại này. Nghe anh bưởi thô lộ đến đây tôi lướt nhanh suy nghĩ lại toàn bộ sự việc của anh nhất là nhìn thái độ của anh nói mắt anh còn long lanh sáng mang nhiều hy vọng đợi chờ đành đằng những suy nghĩ nhận định của tôi chỉ là chủ quan nên chưa hẳn đã là đúng anh bưởi chỉ là một con bài của ông nhu và cẩn chính ông nhu và cẩn đã cố ý tạo nên một buổi họp và cố ý vô tình để cho anh bưởi biết nhu và ông Cần đã nhận định soi kỹ về con người của anh Bưởi, kể cả về bản tính. Anh không đủ nội lực để đảm trách những công việc tương xứng với chức vụ, mà do tình cờ nghe, biết, nắm giữ được những điều bí mật tối quan trọng. Bản chất một người như vậy, khi đã ở trong tay của cộng sản, không sớm thì muộn để cứu thoát bản thân, anh sẽ trình bày với cộng sản để lập công. Lúc đó tùy theo mức độ sẽ làm lũng đoạn, mâu thuẫn trong nội bộ hàng ngũ lãnh đạo của Cộng sản miền Bắc. Ông Nhu và ông Cật, tình báo của miền Nam hẳn cũng đã hiểu, với sự cảnh giác đến chân răng kẻ rốn của Cộng sản, không bao giờ chúng có thể tin được anh Bưởi. Mọi người đã bỏ mẹ và con gái để đi vào Nam năm 1954, bây giờ lại bỏ một xã hội vật chất dư thừa thoải mái tự do để tìm về một xã hội vật chất thiếu đói hạn hẹp gò bó về sinh hoạt chỉ vì nhớ mẹ và con gái về chơi rồi đi thì người ta mới tin được khi mà cộng sản đã không tin thì chẳng có điều gì có thể ngăn chặn chúng không bắt anh khai thác mà chúng đã đặt vấn đề nghi ngờ để điều tra khai thác thì sẽ phải ra thôi cứ đặt giả thuyết đây là một đòn cao một đòn sâu của ông nhu cẩn và tình báo miền nam cho dù là vậy đi nữa thì cộng sản cũng không mắc bẫy đâu tôi chỉ là một cá nhân tầm thường lại không phải chuyên trách cứu xét sự việc mà cũng phải đặt vấn đề huống chi là cộng sản chúng nó có cả một bộ môn một tập thể để soi rọi chiếu lên từng mảnh vụn của sự việc còn riêng về phần anh bưởi ngay ở trong tù hiện nay. hàng ngày anh lẻo đẽo cắp vợ đi theo học lớp 2 bổ túc văn hóa. Mục đích để làm gì vậy? Phải chăng mục đích của anh để cho Cộng sản đánh giá anh là một người nông nổi, ba tích ba toát, không có trình độ. Nhưng cụ thể, anh đã khai báo là một điệp viên đại úy tình báo, điều mà lẽ ra anh phải có chủ trương ngay từ ban đầu ngay từ ngày anh bước sang phía cộng sản ở cầu hiền lương chứ che giấu ban giám thị trại này che giấu anh em tù nhưng lại khai rõ trên bộ công an thì đâu còn là một chủ trương thống nhất nữa đâu trong cuộc sống nhiều khi một sự việc rất nhỏ lại trả lời cho một vấn đề rất lớn một lần vào buổi sáng chủ nhật anh em người thì đi tắm giặt người thì đã sân, ra hội trường. Trong buồng, sàn trên, sàn dưới thưa thớt, dăm mười người. Tôi ngồi ở sàn trên đọc sách, nhìn xuống sàn dưới phía bên kia đối diện. Anh bưởi đang lối hối vá cái áo trại. Sáng nay, tôi muốn xin bắt lẫm được hai đứa thuốc lào muốn gọi anh lên để hai người cùng say sưa. Vì thuốc lào kỳ này rất khan hiếm, nên tôi không muốn cho người khác biết tôi mong anh bưởi khâu một lúc mọi người sẽ ngẩng mặt lên là tôi vẫy gọi anh nhưng tôi chờ mãi đến nửa giờ có lúc anh ngừng khâu ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ đưa mắt nhìn chung quanh phía bên dưới mà không hề nhìn lên trên sàn nếu anh nhìn lên một tí anh sẽ thấy cái mặt tôi đang tươi đói hướng về anh ngay phía đối diện chỉ trách phía trên xa chỗ anh ngồi chừng 5 mét. Sốt ruột quá, tôi tìm được một miếng cháy con, vo nhỏ lại bằng đầu ngón tay út, ném mạnh vào đầu anh. Thấy tiếng động vào đầu, và nhất là thấy hòn bi giấy con tí văng xuống đất trước mặt anh. Anh quay lại chung quanh ngơ ngác nhìn về phía một bác dân tộc đang nằm nhắm mắt cách anh ba chiếu. Anh chỉ nhìn ở sàn dưới mà không hề nhìn lên sàn trên. Không thấy gì, anh lại tiếp tục cúi xuống khâu. Nóng cả ruột, tôi đã định sẽ hút ở một mình. Không cho anh hút nữa, nhưng thấy thiếu vui và không tốt. Tôi lại tìm bẻ được một cái đầu quen nữa ở tấm vách. Nhắm anh, tôi ném mạnh. Trúng ngay vào vai anh, anh ngừng phát mặt, quay ra liếc nhìn đằng trước đằng sau cũng vẫn chỉ có bác dân tộc mà thôi. Anh vẫn chẳng nhìn lên sàn trên. Tôi tức muốn gào lên. Hãy nhìn lên đây cơ mà. Tôi đặt vào trường hợp của tôi. Chỉ thoáng khi thấy mẫu giấy rơi ra, tôi phải nhìn khắp trên dưới. Chỗ nào có khả năng ném tôi hay từ đâu rơi ra tôi phải biết nguyên nhân chứ. Nếu không thấy gì, tôi sẽ khâu tiếp rồi bất chợt sẽ ngẩng lên nhìn ra khắp lượt chứ mà bị ném đến lần thứ hai thì tôi phải bỏ khâu đấy đứng dậy quan sát khắp chỗ và tôi nghĩ rằng rất nhiều người khác cũng sẽ như tôi chứ không như anh bưởi đâu nhưng cuộc đời hình như có sự bù trừ anh bưởi lại có khả năng làm cho nhiều người chung quanh tin tưởng rằng trong anh có nhiều tài năng ẩn tàng chí chính nguyễn văn gôm một con người tinh nhanh sắc sảo có lần đã thổ lộ với tôi như sau, anh bưởi là một thứ xịa ghê gớm lắm đó, bề ngoài trong anh chậm chạp, củ mì, củ mì. Vậy đấy thôi, chứ hiện nay anh còn giữ được một loại thuốc rác vào cùm, vào khóa là chúng sẽ chảy ngay ra như nước. Chưa hết, anh còn một bí quyết nữa, anh có thể không ăn trong một tuần lễ mà sinh hoạt lao động bình thường đó. Chính vì vậy, gồm đang nỗ lực ráo riết chiều đón, xô phụng anh bưởi để anh sẽ truyền bí quyết cho, cũng như anh sẽ cho xem cái loại thuốc thần kỳ nói trên. Điều này tôi đã suy nghĩ mãi nhưng thật khó mà giải thích. Chỉ có thể nói là trời sinh ra như vậy, như con cua gặp con ếch. Con cua mà gặp con ếch là coi chúng người lại cho con ếch đớp rồi nuốt. Nếu như con cua cứ dương rộng còng thì con ếch có làm gì được đâu. Rồi tới lượt ếch mà gặp rắn thì cũng vậy. Thoáng thấy bóng rắn là ếch cục đầu xuống co quắp người lại để xin mời ông rắn sơi. Nếu con ếch nó cứ bật nhảy như lò xo, mỗi cái nhảy hàng thước thì rắn nào đuổi kịp chứ. Như vậy trong cuộc đời có cái này kỵ cái, cái kia ai mà biết được lý do. Về anh Bưởi, thời gian còn dài, sẽ còn nhiều sự việc để làm sáng tỏ vấn đề. Hôm nay tôi nằm mãi mà không ngủ được, đầu óc cứ còn vấn vương về câu chuyện do Lầu Phá Tra và Lồ Cao Chính kể cho tôi nghe lúc buổi trưa ở hội trường. Lầu Phá Tra và Lồ Cao Chính, hai người đã hôn và đặt tay tôi lên đầu họ hồi năm ngoái. Khi tôi lên trại mới được 2-3 tháng. Tuy không thường xuyên, nhưng tôi vẫn khánh khích tiếp xúc với họ khi có vấn đề cần trao đổi. Lúc trưa, họ kể sơ lược cho tôi nghe về Vương Chí Sình, một ông vua, một người chúa của dân tộc Mèo. Đối với người dân tộc thiểu số trên miền Thượng Du Việt Bắc, Vương Chí Sình không những chỉ là người chúa của dân tộc Mèo, nhưng ông còn là người khôn khéo, tài ba có uy tín lớn với các sắc tộc khác trong sự chống đối bất hợp tác với chính phủ Hồ Chí Minh của các dân tộc thiểu số thì ông là một điểm sáng chói là linh hồn của họ ông đã xây dựng thành lập và lãnh đạo một đội quân đông đảo người dân tộc tuy trang bị vũ khí thô sơ nhưng biết lợi dụng địa thế núi rừng hiểm trở của thiên nhiên nên Việt Minh đã hao tốn bao nhiêu công lao tâm sức kể cả người và của về chính trị cũng như quân sự mà không thể thu phục được họ đã phải dùng nhiều đơn vị lớn mở nhiều chiến dịch len lỏi vào núi rừng để lùng sục tiêu trừ đoàn quân chống đối của người dân tộc mà chúng gán cho cái tên là giặc cướp là thổ phỉ. Nhưng sau nhiều ngày tháng Cộng sản đã không thể làm gì được mà nhiều lần cái đội quân phỉ cướp đó đã bất ngờ đánh cho lũ cáo hồ những trận liễn xiển. Hồ Chí Minh con cáo già nhiều thủ đoạn cho những tên cán bộ người dân tộc len lỏi môi giới và tìm gặp được Vương Chí Sinh. Khi đã bí mật liên lạc với Chí Sinh được rồi, y dùng những cán bộ trung ương giỏi mồm mép, giỏi nghề dụ xui người khác ăn cứt gà và tiếp xúc với Sình. Mặt khác, y lại viết thư như đã từng viết cho thẩm hoàng tín, tình cảm dạt dao, lời lẽ khẳng khái đoan chính vân vân. Cuối cùng, y đã lôi được vương chí sinh về Hà Nội, đã tách cọp ra khỏi rừng, cho cọp về thành phố chơi. Vương chí sinh cùng với đoàn bộ hạ tham mưu, được đón nước linh đình vào phủ chủ tịch, mở hội hoa đăng để kết nghĩa anh em chắc vương chí sình cũng sướng tê người như thẩm hoàng tín một tên chúa mèo ở trong rừng sâu hoang dã lại được kết nghĩa anh em đoàn viên với hồ chí minh chủ tịch của nước việt nam dân chủ cộng hòa khi quân đã không có chủ tướng hồ già càng dễ gây ly gián nghi ngờ nhau giữa những thành phần của đội quân người dân tộc để cuối cùng, chúng tiêu diệt dần cho tới khi bắt gọn. Kết quả là biết bao nhiêu người dân tộc phải chết hoặc ở trong tù như hiện nay. Trong đó có lầu phá tra và lầu cao chính. Chỉ vì người lãnh đạo mắc một canh bệnh chung là không hay. Hoặc là chưa hiểu đủ về cộng sản. Vương Chí Sình khi biết là mình bị ăn cút gà thì đã muộn rồi theo tra và chính thì cho đến bây giờ họ cũng không biết rõ về số phận của vương chí sình nữa vì có nhiều nguồn rì tai có thể ông sình bị giam lỏng ở hà nội và cũng có thể đã bị chết rồi một bài học quái ác là cứ phải ngã rồi mới học được tôi cứ cuốn quần xoay quanh về câu chuyện này mãi mà càng suy nghĩ thì đầu càng nóng lên để rồi tranh trở mãi mới chìm dần vào giấc ngủ hãy còn nhiều khắc khoải cau mày vương 123 đau thương này thật là vô kể chẳng mấy chốc mà đã lại sắp sửa tới ngày quốc khánh mồng 2 tháng 9 rồi đời của những người tù ở miền bắc một năm chỉ đợi chờ có hai dịp mùng 2 tháng 9 và ngày Tết của dân tộc. Ai cũng hiểu là mong hai ngày ấy cũng chỉ vì những ngày ấy mới có chất tươi, mới có cơm khơm độn và mới cho đời người tù hiểu thấm thía cái ý nghĩa của một kiếp sống con người. Có những ba ngày nữa, thế mà do những nguồn tin rỉ tai từ phía cán bộ, anh em trong trại đã biết rõ, mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ ăn to, Điên, cho bữa cơm sáng ngày Quốc Khánh là một con lợn cân nặng 40 kg. Về buổi chiều, một đặc ân kỳ vĩ có một không hai của ban giám thị sẽ cho tù thưởng thức món phở truyền thống của dân tộc. Ôi trời ơi, thật là ngàn năm một thuở, cái tiếng phở mà nhiều người tù đã quên bén đi từ cái dạo mới bị bắt kia. Trong này có ai còn dùng cái từ ấy làm gì nữa? Vậy mà mấy ngày hôm nay trong trại, ngoài lán thủ công, cho đến trong rừng sâu, đồi dốc, chỗ nào có người tù lao động là chỗ ấy bàn tán, nhắc nhở nhiều đến chữ phở. Tôi, gồm và một số người bạn nữa, trong đó có cả bác Tiến và bác Lậm cứ xoành xoạch lôi, Nguyễn Tuân đã để mổ xẻ bàn tán, tranh luận cứ rối rít tít mù cả lên về tuyệt tác phở của ông. Trung ương số một sẽ đặt cách chiếc một con trâu hai tạ. Riêng phân trại E sẽ được phân phối 50 kg cả xương lẫn thịt. Còn một nguồn tin cũng không kém phần ghê gớm nữa. Tối mùng 2 tháng 9, đoàn văn nghệ của trại chính sẽ vào diễn kịch tại trại E. Cái điều làm cho nhiều người trai trẻ, kể cả mấy ông già cứ nhìn nhau, lòi cả mắt ra là đoàn văn nghệ năm nay có những năm gia nhân tuyệt cú mèo của trại nữ. Cái này cũng không biết tại sao lại như thế. Có lẽ trời bảo vậy, anh nào cũng lục lọi chuẩn bị một bộ quần áo đẹp nhất. Dù là quần áo trại hay của tư, nhưng chắc chắn là bộ quần áo. Mình phải vừa ý nhất. Những buổi trưa trong các buồng đã ít người ngủ hẳn đi, người ta bận giặt giũ tắm rửa, người ta bận nhờ nhau cắt tóc cạo mặt với những mảnh kính mảnh gương con những chiếc nhíp tự chế người ta đang bận sửa sang cái đầu cái mặt ở những trái hồi xó hè ôi chao sao lòng người lại có nhiều nguồn vui rủ nhau đến cùng một lượt như thế nhỉ bác phương ngôn đã dạy rằng phúc bất trùng lai vậy mà phở với giai nhân cứ thập thò ở cửa miệng mọi người và hắn rằng nó len lỏi vào cả trong những giấc mơ của họ nữa tôi cứ thấy ở tôi rồi suy ra thì đủ hiểu đêm qua tôi đã nằm mơ được ăn một bát phở đầy mùi hành nước mắm lá thơm đã làm tôi lúc tỉnh dậy thấy nước miếng còn chảy ướt cả mép rõ ràng tôi người thấy cả mùi phở sông lên ngào ngạt vừa ngọt béo thơm đến ngứa cả cuống họng luôn nghe đầu có cả một toán nữ gần bốn chục người trong một tuần lễ say bột và tráng bánh phở chưa được ăn mà người ta đã đùa vui kháo nhau rằng chuyến này bánh phở anh nào tinh mũi sẽ người thấy cả hơi tay thậm chí cả hơi người của phụ nữ nữa đấy nhé mong ngóng chờ đợi mãi rồi, ngày 2 tháng 9 cũng phải đến. Ngay từ sáng sớm, những cái đầu gọn ghẽ, những bộ quần áo tươm tất, đeo, đội trên những tấm thân gầy, cứ đi ra, đi vào cái hội trường, và đi lên, đi xuống ở cái sân trại. Người ta cứ ngóng ra cổng, rồi lại nhìn nhau, mặt ai cũng tưởng như vừa mới được sức nước hoa ba đình công bằng. Quận phơ cười rồi đói. Tôi ngồi ở hội trường với gom, cứ nhìn theo cái anh chàng Hoàng Đức Tùng và Trần Lào mà buồn cười. Hai anh đều là dân ở Thái Lan về nước. Hai cái đầu vút nước chảy thật mượt. Một anh thì chảy quất ra phía sau như đít con vịt. Một anh chảy hất ngược, uốn một cái lưỡi trai meo méo, nằm trên một khuôn mặt gầy, làm đôi má và thái dương hõm vào khúc khuỷu trông như con gà rừng đang vặt lông giang dở. Cái anh có cái đầu đít vịt là trần lào, cái quần thạch gan màu nâu, mang bốn cái dấu hắc yến to tướng, cải tạo ôm lấy cái áo sơ mi màu cứt nửa bỏ trong thùng. Còn anh chàng Hoàng Đức Tùng thì hết chê, vẫn bộ quần áo và đôi dép quai chéo lần trước trong dịp Tết nguyên đán vừa rồi. Nhìn hai anh đi đi lại lại Thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cổng, làm cho con mắt của tôi nhiều lần muốn tránh né. Mặc dù tôi vẫn hiểu, họ chả có liên quan gì tới tôi cả. Mãi tới khoảng 10 giờ, mới đầu, còn lắc đác một vài người thắc mắc ngơ ngác nhìn ra phía cổng, phía khu cán bộ. Vẫn thấy im ắng, lặng như tờ, nhưng cho tới 11 giờ, thì cả trại ai cũng cảm thấy một sự bất thường có một vấn đề gì đó mà không ai đoán được thì cũng là lúc cán bộ nhà bếp vào trại cho lệnh vẫn cứ ăn cơm thường như mọi khi mà không cho biết lý do tại sao trong khi tiếng loa ở các buồng thì im bặt vì đài bị hư mọi người không hiểu ra sao nhiều nguồn tin rỉ tai linh tinh chẳng có một cơ sở nào cả bao nhiêu mộng mơ hy vọng đều tan thành khói bay trong mây chiều mọi người đi ngủ vẫn còn ấm ức như mỗi người phải ngậm một cục sỏi ở trong mồm vậy ngày hôm sau ngày 3 tháng 9 trại vẫn đi lao động thái độ của cán bộ bộ đội âm thầm lạnh lùng miệng cứ câm như hến nên chẳng một tên tù nào dám hỏi han gì nhưng cho tới sáng ngày 4 tháng 9 thì mọi người mới vỡ lẽ thì ra cáo hồ xuống âm phủ để hầu hạ các mác và lenin cũng mãi tới sáng mùng 4 lá cờ đen mới chính thức kéo lên trên cây cột cờ chính ở trước nhà ban giám thị radio lại sửa được tiếng đài lại nhí nhéo tiếng của đồng chí tổng bí thư lê duẩn oan oan dõng dạc, thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. anh em tâu đã hiểu nên cũng không cảm cho ban giám thị. tuy vậy trong lòng mọi người vẫn oán giận lão già chó chết. vì nghe đâu lão chết đúng ngày mùng 2 tháng 9, mãi không sao. chết bờ chết bụi ở đâu không biết, lại mò đúng một cái ngày oan gia này mà cụ. Sáng nay, ở ngoài lán thủ công, trong một góc lán của bộ phận học nghề lúc ấy chỉ có bác Tiến, Gôm và tôi. Ba người đang than vãn tiếc rẻ về bữa phở hụt. Đột nhiên Gôm đứng dậy, nghiêm mặt, nghiêng người cũng oan oan dẫm dạc tuyên bố. Đau thương này thật là oái oan, tổn thất này thật là thất ruột. Thực vậy, chả có gì bù đắp lại cho chúng tôi. Có chăng chỉ có ít nước muối và hai chiếc bánh ướt. Báo hại, trong cả cái tuần lễ, cả nước phải treo cờ rũ để tang này. Trước sau, trại có 12 người bị vào nhà kỷ luật. Trong đó toán hai, có hai người là anh Cường và Trần Quốc Anh tu sĩ. Cái tội chỉ vì vô ý cười to về một chuyện khác, nhưng bị những tên giót, báo cáo đã tỏ ra thích thú vui sướng vì Hồ Chí Minh chết. Rất nhiều người do phải chịu đựng quá dài những năm tháng đầy đọa thương đau cùng cực. Nên khi thấy Hồ Chí Minh chết đi, họ đều hy vọng mong chờ một chuyển biến, thay đổi mới ở ngoài xã hội cũng sẽ đổi thay được phần nào cái đời lầm than của họ. Cụ thể nhất là Nguyễn Văn Ngô, một người có học, sắc sảo, bén nhạy về tình hình chính trị, đã sống 15 năm dưới chế độ Cộng sản. Anh Lê Văn Bưởi, một đại úy tình báo của miền Nam Đà Bắc hoạt động, đều nhận định, tin tưởng, Hồ Chí Minh chết đi. Đường lối chính sách của chế độ miền Bắc cũng sẽ thay đổi. Để rồi, trong một buổi chấp nhóm mạn đàm ở hội trường giữa bốn người, gồm anh Bưởi, gồm Bắc Tiến và tôi, đã giải thích sáng tỏ đã có những nhà ngoại giao những chính phủ chưa hiểu rõ được cộng sản chỉ vì họ cứ nhìn sự việc từ một ống kính của một nước tư bản để soi rọi suy xét ở một nước cộng sản cho nên hầu hết đều bị lầm để rồi kết quả sự việc xảy ra là khác hẳn thì họ lại đổ cho lý do mới còn vẫn khăng khăng cho sự nhận định của họ trước đây vẫn là đúng vì thế, những lần sau lại tiếp tục bị lầm nữa thí dụ hai quan điểm về cùng một sự việc thứ nhất lòng nhân đạo tư bản đơn thuần thấy ai sắp chết thì cứu thấy ai quá đau đớn thì chữa cho họ khỏi đau vân vân cộng sản thì phải có tính giai cấp trước hết phải xem người sắp chết đó là loại nào nếu nó là một tên chống phá lại đảng nó là một tên ở giai cấp bóc lột thì cần phải đâm thêm cho nó chết ngay nhân đạo là tiêu diệt cái thiểu số để cứu cái đa số mà chúng bị bợm gọi là nhân dân thứ hai sự công bằng tư bản mọi người ai cũng như ai được đối xử như nhau trước pháp luật ai có tài thì được dùng không hề có cái gì gọi là tính giai cấp nào ở đây cả cộng sản trước đây anh là chánh tổng lý trưởng. Như vậy là cường hào ác bá đè đầu cởi cổ. Đám dân nghèo khổ, bây giờ đảng bắt chúng mày xuống nghèo khổ cho công bằng. Trước đây anh là tư sản bóc lột người nghèo, bóc lột công nhân lao động. Bây giờ để cho công bằng, đảng sẽ lấy hết tài sản của anh để trả lại cho người nghèo, cho công nhân thì học lại, trở thành giàu, thành tư sản. Bởi vậy, hãy để chính phủ để nhà nước giữ cho. Trên đây chỉ là hai thí dụ nhỏ trong muôn ngàn khía cạnh của xã hội con người. Ngay cả về tình cảm giữa hai xã hội, quan điểm cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, hầu hết các nước dân tộc tư bản, nếu vị nguyên thủ quốc gia bị giết hay bị chết bất ngờ, thì thường xã hội có nhiều thay đổi nhưng dưới chế độ cộng sản thì hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lãnh đạo đất nước là một tập thể gồm những tên trong bộ chính trị, chúng quyết định mọi đường lối chính sách. Vậy nếu chỉ định tên này làm thủ tướng, tên kia làm chủ tịch vân vân, đều chỉ là một cái khung một đường dây loa mà thôi. Cho nên có mất hay chết một tên này hay vài tên khác thì nó vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi cả. Điều này cũng đã giải thích vì sao hầu như tất cả các nước cộng sản, những tên lãnh tụ cứ đi phây phây mà không đứa nào bị ám sát cả. Vì người ta đã hiểu rằng có tốn công, tốn tiền, tốn người để ám sát một tên lãnh tụ cộng sản thì cũng vậy mà thôi. Bài học được rút ra từ trường hợp của tên Lenin bị ám sát trước đây. Cho nên rất buồn cười có rất nhiều những chính khách thấy một tên đại diện hoặc một tên lãnh tụ cộng sản đi ra nước ngoài để họp hội nghị hay công cán họ đã cố gắng mồi chài lôi kéo để lấy cảm tình cứ tưởng như nếu mua được tên đó là mua được cả chế độ của nước cộng sản ấy vậy cuối đông đã sắp sửa sang xuân vậy mà thỉnh thoảng vẫn còn những đợt gió mùa đông bắc mò về muộn làm cho tiết trời lạnh ngóm mấy ngày rồi thật là ảm đạm âm u chả có tí ánh mặt trời nào mãi quá trưa này mặt trời mới chịu thò mặt ra nhìn cảnh vật một tí đã hai tuần rồi lạnh quá tôi chẳng dám tắm người có ngứa ngáy khó chịu thật thì cũng chỉ ra giếng múc gầu nước rồi nhúng cái khăn ướt vắt khô rồi thò vào bên trong áo lau sơ sơ nhìn lại so với nhiều người tôi vẫn còn vệ sinh sạch chán hôm nay nhất định tôi phải uống thuốc liều tôi đã rủ anh chàng gôm ra giếng tắm cho vui nhưng anh ta đã dẫy nảy lên như con đỉa phải vôi đầu lắc quẩy quẩy miệng y liến thoáng không không có một kẻ nào trên cái cõi đời này lại bắt được tôi đi tắm bây giờ cả trừ có hai điều thấy gồm cố ý nói nhăn để không tắm tuy vậy tôi vẫn hỏi trừ hai điều gì nằm cuộn tròn trong chăn gồm thò ra hai ngón tay ông trần quốc hoàn bộ trưởng bộ công an ra lệnh tôi tên gồm kia hãy đi tắm rồi ta sẽ tha cho về hà nội nói xong rồi gồm trùm chăn kín đầu Tôi đã xách gầu và quần áo định quay ra cửa. Tôi cũng chẳng lạ gì anh gôm này, nhưng cũng thấy phản phất một chút băn khoăn. Nên lại quay vào hỏi tiếp, thế còn điều thứ hai? Gôm lại hất chăn xuống, thò mặt ra mắt long lanh nháy nháy. Một cô em thơm như muối mít nỉ non. Anh gôm của em ơi, anh dậy đi tắm rửa cho sạch sẽ, anh yêu nhé. Nhiều người ngồi nằm gần đấy cười âm cả lên Đều biết là anh chàng gôm tếu Tôi vừa xách gầu chạy xuống giếng vừa nghĩ Tù đầy mãi nhụn quát cả ruột Lại còn mơ em với mận chị gì nữa Phải nói Mỗi lần dội thùng nước giếng vào người Nó lạnh thấy bốc khói ở người lên Lạnh quá Không ai dám tắm Một phần nữa vì tắm ở giữa trời gió thổi hôn hút không có gì che tôi lối hối phơi bộ quần áo trại vừa giặt xong ở chỗ đám dây phơi phía đầu hội trường người còn đang run bần bật như cầy sấy thì anh lương yên đã đi đến một tay anh đút trong túi áo mặt anh khó đăm đăm như anh đang có một điều gì ấm ức trong lòng anh nói hơi phì phào vì khoảng trống của ba chiếc răng cửa hàm trên của anh bị thiếu. Anh ra hội trường tôi gặp anh tí. Tôi gật đầu bảo anh ra trước. Tôi trở vào buồng lấy chiếc ruột áo bông khoác cho đỡ lạnh rồi sẽ ra sao. Chưa biết anh gặp tôi có chuyện gì. Vừa đi vào buồng tôi vừa nghĩ về anh. Tôi dạo anh chuyển ở trại Vĩnh Tiến về. Trong lớp học tập lập công chuộc tội chống Mỹ cứu nước sau khi tôi viết xong của tôi tôi được cán bộ chỉ định viết tường thuật cuộc đời cho hai người là anh xín dậu người tàu đẻ ở việt nam và anh lương yên người việt đã ở sầm nứa lào hơn hai chục năm hai anh đều đang theo học lớp một bộ tốc văn hóa nên không viết được viết tường thuật cuộc đời là kể lại chi tiết những diễn tiến của đời mình từ nhỏ tới lớn cho đến khi vào tù. Chính vì thế tôi đã biết tường tận nhiều chi tiết quãng đời đã qua của anh Lương Yên. Sơ lược cho nạn đói của năm Ất Dậu 1945. Lúc này anh 24 hay 25 tuổi, tha phương cầu thực, anh lạc lõng sang Lào. Anh đi ở đợ rồi làm công cho nhiều người Lào ở sầm nữa. 30 tuổi đời, anh gặp một cô gái Việt sinh đẻ ở Lào mới 20 tuổi. rồi nên chuyên vợ chồng. Hai vợ chồng tuy nghèo khổ, sống trong một khu lao động ở ngoại ô thị xã Sầm Nứa. nhu cảnh sống đầy gian truân cực nhọc, nhiều tuổi hơn chân xứ lạ quê người, nhưng hai người vẫn dắt díu đùm bọc nhau để sống. Anh chị đã có bốn mặt con. Năm 1963, lúc này ở lào có rất nhiều phe phái chính trị có đại sứ của sài gòn và cũng có tòa đại sứ của hà nội hai bên đều dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền để lôi kéo việt kiều về với phe mình ngoài ra cũng đây rẫy những lực lượng bí mật gây sức ép trong giới việt kiều để tranh giành ảnh hưởng một lần có hai người việt nam đến nhà thăm vợ chồng anh họ tự giới thiệu là cán bộ cụ hồ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chấp hành đường lối thương yêu dân như con của cụ Hồ, nước nhà ngày nay đã độc lập khắp cả nước đâu đâu cũng chỉ có tiếng hát, nụ cười. Cụ Hồ nghĩ đến những người con phải lưu lạc xa quê hương tổ quốc, cụ muốn tuyển chọn một số Việt kiều thành phần cốt cán như gia đình của Lương Yên. Nhà nước sẽ đài thọ hết phi tổn, để đưa kiều bào về tham quan tổ quốc những kiều bào nào được tuyển chọn khi về nước sẽ được học tập đường lối mới của một nước nhà độc lập niềm tự hào kiêu hãnh của mọi người dân sau khi biết được thời gian về thăm quê hương sẽ tùy theo ý của mỗi người có thể dăm ba tháng rồi trở lại đón vợ con cùng về nước hoặc ở lại lào là do mình quyết định hơn nữa ai xa quê hương mà chẳng nặng lòng với đất nước chứ nên cuối cùng anh đã nghe theo họ về nước vì anh nghĩ đây cũng là dịp anh về chơi thăm quê nhà sau mấy chục năm trường xa vắng khi đi qua khỏi biên giới lào việt thái độ của hai tên cán bộ đã khác hẳn lạnh lùng và hình như anh cảm thấy mình bị quản chế họ ra lệnh cho anh không được tự tiện đi lang thang ra ngoài. Anh vô cùng lo lắng, anh hỏi họ thì được trả lời. Cứ đi rồi sẽ biết. Cuối cùng họ đã đưa tuột anh vào hỏa lò Hà Nội. Hằng ngày anh phải đi khai cung. Họ truy hỏi, gán ghép cho anh là xây ra, là chỉ điểm cho Sài Gòn. Họ bắt anh khai đại hiện nay vũ khí là khẩu súng ngắn, giấu ở chỗ nào trong nhà. Đến đây anh lương yên mới ngã ngửa người ra Nhớ lại đầu năm ngoái Một lần anh đi khuân vác hàng Trong một chiếc xe vận tải Anh đã vỡ được một khẩu súng lục Không biết của ai để rơi trong một góc xe Thấy máy, thấy của hiếm Anh đã mang về nhà cất đi Mới tháng sau Một lần vợ chồng anh cãi nhau Anh lại quá chén nên say đã vào buồng lấy khẩu súng ra dọa vợ rồi lại cất đi mãi gần tết vừa rồi nhà túng mấn quá anh đã gạ bán khẩu súng đó cho một ông chủ hiệu tạp hóa người lào ngay gần nhà anh với giá rẻ mạt là 200 đồng kíp ông chủ hiệu tạp hóa đã biết rõ vợ con nhà cửa của anh lương yên nên mới mua để phòng thân giữ của vì đây là một câu chuyện thực chắc hẳn sau khi anh khai báo cộng sản đã đến tận nhà ông chủ hiệu người lào để xác minh khi họ đã biết rõ sự thật nhất là anh yên trình độ lại không biết đọc biết viết nhưng đã trót bắt lầm anh rồi đâu có thể thả trở lại lào được nữa một cái lưỡi sống sẽ làm mất chính trị biết bao nhiêu trong cái đám kiều bào vẫn còn lơ ngơ chưa tin hẳn vào cụ hồ và cách mạng bởi vậy một mặt cứ vờ quả quyết lương yên đã làm chỉ điểm cho sài gòn mà không chịu khai báo mặt khác tống yên lên trại cải tạo với các lệnh tập trung thì đảng có mất mát cái quái gì đâu vì tội trạng của lương yên như thế nên ở trại vĩnh tiến cũng như trại này sau hơn một tháng đến trại là cho làm tự giác quét dọn vệ sinh ở trong trại tự giác của Lương Yên ở đây là buổi sáng cũng như buổi chiều anh phải quét dọn sạch sẽ trong toàn trại. Sáng một lần, chiều một lần được đánh cái rác bẩn đó ra một chỗ quy định bên ngoài trại để đổ. Mặc dù mỗi lần ra vào cổng trại đều phải báo cáo với công an vũ trang gác cổng. Anh Lương Yên rất hiền lành tử tế. Nhiều khi nghĩ đến anh, tôi thật mùi lòng tôi hiểu rằng anh đã ở tù 7 năm rồi, đã hơn hai cái lệnh tập trung, nhưng cái tội của anh lại không thể tha được. Anh đã mang cái tội mà dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt lại không ít người mắc phải. Đó là cái tội bị mắt nầm. Nếu thả anh về Lào bây giờ, về chính trị, cho chế độ gấp trăm lần hơn là giam anh. Giam anh thì chỉ có một gia đình anh bị thiệt thôi vợ mất chồng con mất cha mà đời anh sẽ chết dần ở trong tù càng giam giữ lâu thì lại càng không thả được nữa tôi ra đến hội trường rải rác đây đó một số người ngồi chuyện trò hay khâu vá anh lương yên ngồi mãi trong một góc khuất phía cuối thận trọng liếc nhìn chung quanh anh rút trong túi ra một cái phong bì đã bị bóc mất tem và một lá thư đã bị xé làm nhiều mảnh. Giấy đã nhầu nát vang khe, nhiều chỗ chữ đã nhòe nhòe. Tôi hơi chột chả, cầm vội mấy mảnh thư lên coi, vì rõ ràng đây là nét chữ của tôi. Nhưng tôi đã chợt hiểu, đây là lá thư anh Yên gửi về cho vợ con anh ở bên Lào, mà tôi đã viết hộ anh hơn ba tháng trước với nét mặt rầu rầu, tuy anh Yên nói nhỏ nhưng giọng anh vẫn tràn đầy uất hận. Sáng nay, tôi ra đổ rác ở chỗ cái hũng đất mọi khi. Lúc tôi cào cho đống rác cho gọn lại, thoáng nhìn thấy cái màu phong bì, giống màu phong bì của tôi và khi cầm lên thì rõ ràng là nét chữ của anh, nên tôi đã lục tìm, mòi móc nhặt hết về. Nhìn mặt anh buồn rười rượi nhớ lại tôi đã viết hộ anh cả thầy ba lá thư từ khi anh về trại này hơn một năm rồi. Do lòng nhân đạo của đảng và nhà nước chiếu cố đến tình cảm gia đình của mỗi phạm nhân, nhà nước quy định cho mỗi người tù được gửi thư về gia đình mỗi tháng một lần. Do đấy, cứ vào ngày một, mỗi đầu tháng, mọi người trong toán nộp thư cho toán trưởng, rồi toán trưởng đưa nộp thư cho cán bộ của toán thư không được dán để cho cán bộ duyệt đầu tiên là cán bộ toán duyệt rồi đưa lên cho ban giáo dục duyệt lại một lần nữa nhìn cảnh của anh yên cũng thật ái ngại anh không có tiền lại hiền lành chậm chạp không có tài xoay sở cho nên cứ ba bốn tháng anh mới gửi thư một lần bởi vì mỗi lần anh gửi một lá thư anh phải nhịn ăn sáng ba ngày một suất sáng để đổi lấy phong bì và giấy một suất khác để đổi lấy con tem và một suất sáng tặng trong người mà anh nhờ viết hộ lá thư nhớ lại năm ngoái lần đầu tiên tôi viết hộ lá thư cho anh anh đưa ra một cái túi vải trong đó có một suất ăn sáng anh có nhã ý mời tôi ăn tuy tôi vẫn đói nhưng tôi hiểu đó là phần sắn buổi sáng của anh anh phải nhịn vì vậy tôi từ chối không ăn. Nhưng anh cứ năn nỉ mãi, để tôi phải đứng dậy nói dứt khoát. Nếu vậy tôi sẽ không viết hộ thư cho anh nữa đâu. Lúc đó anh mới chịu. Chậm chạp, anh móc trong túi áo ra một lá thư của vợ anh. Theo anh, đây cũng là lá thư đầu tiên và duy nhất. Sau gần 7 năm anh về thăm tổ quốc, quê hương yêu dấu hơn ba năm xưa anh đã nhận được khi còn ở trại tù Vĩnh Tiến. Tôi cầm lá thư đã nhầu nát do thời gian và có thể do đã không biết bao lần anh mở ra đọc nó. Nét chữ ngoạch ngoạc, lời thư của một người vợ với một đàn ba đứa con dại, ngày đêm thương nhớ chồng, những dòng chữ mộc mạc, chân chất, với nỗi khắc khoải của những đêm dài vời vợi nhớ thương, làm cho lòng tôi cũng xốn sang vơi đầy. Người chồng đã ra đi biển biệt mãi không về, bỏ lại một đàn con dại với người vợ trẻ. Chị đã phải nai lưng ra làm thuê, làm mướn, phải chịu bao nhiêu đắng cay tuổi cực. Chồng chết lên nỗi nhớ thương chồng, thương con và thương mình đêm ngày đầy vơi ngơ ngác giữa cuộc đời vì muốn trung thực trình bày rõ những nỗi nhớ niềm thương của anh với vợ con anh nên tôi phải gợi hỏi anh từng chi tiết cụ thể làm sao tôi quên được cứ mỗi lần ngồi viết thư cho anh hình ảnh một người nếu gọi bằng anh thì quá già nhưng gọi bằng bác thì quá trẻ vì anh mới khoảng 45 hay 46 thời gian và những thương đau chất chồng của đời đã vạch hành lên trên trán anh, lên mặt anh nhiều vết nhăn. Chẳng hiểu trong lòng anh đã chất chứa, nén đầy hình ảnh vợ anh. Con anh đã sao mà suốt lúc tôi viết thư, môi anh cứ run run mấp máy, mắt anh thỉnh thoảng lại đỏ lên. Có lúc tuôn dài hai dòng lệ. Thậm chí, có lần quá xúc động, anh gục xuống đôi tay khoanh để trên bàn. vai cứ run run thổn thức làm gián đoạn cả ý thư tôi đang viết. Những giọt nước mắt nhỏ xuống cho vợ con anh hay cho đời anh đây. Của một kiếp người, ai đã vui dập chia cắt gia đình anh. Mình mò, ghép lại lá thư bị xé để đọc lại. Lá thư không hề nói một tí gì về chính trị, hoàn toàn chỉ là tình cảm, nỗi nhớ thương vợ chồng con cái. Tôi chợt hiểu, chính cái nhớ thương này nhớ thương thì phải buồn phải sầu đấy là lý do lá thư bị xé người xé thư cũng không quên lấy lại con tem sau một hồi suy lý tôi bàn với anh yên cái mục đích chính là làm sao cho chị nhận được thư của anh để cho lòng của chị ấy đỡ khắc khỏi đêm ngày vậy lá thư chỉ cần viết sự nhớ nhung bình thường mà phải nói đến sự vui chơi, học tập, tiến bộ, khỏe mạnh, miệt mài, hăng say công tác, nỗ lực cùng toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược vân vân, Trung Quy đã lại rơi vào cái bẫy của cộng sản. Dù hiểu chúng hay không hiểu chúng, nghĩa là chúng ta đã tự nguyện tuyên truyền đắc lực không công cho chúng. Tôi cứ hình dung những người có trách nhiệm tuyên truyền của Sài Gòn ở Lào. Phần bi mãi hưởng lạc Người hợt không có một kế hoạch tỉ mỉ sâu sắc Để lôi kéo lòng người Phần khác người ta không tin ai Bằng tin người nhà của người ta cả Chồng người ta, con người ta Họ sẽ tin hơn đây, lá thư của chồng người ta đã viết rành rành ra đây. Vậy mà bảo Cộng sản xấu sao được chứ? Một đồn mười, mười đồn trăm cán bộ Sài Gòn nào mà tuyên truyền lại được chứ? Như vậy, anh em tù nhân cứ viết thư, cán bộ cứ nhận thư, rồi gửi hay xé đi là tùy theo lá thư. Vậy nếu anh không tự hiểu, anh cứ viết đi theo kiểu của anh, rồi anh sẽ dài cổ ra mà ngóng thư trả lời. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 21 của Thiên Hồi Ký Thép Đen. Trân trọng, cảm ơn quý vị đã nghe và xin mời quý vị đón nghe tiếp tập 22. Xin hẹn tái ngộ.